HPT Channel. Xin chào các bạn thính giả yêu quý của kênh truyện HPT Channel. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được mang tới cho các bạn bộ truyện Sùng Vợ Đại Lãnh Tổng. Cô là bộ sát thủ. Trong một lần làm nhiệm vụ cuối cùng trước khi giải nghệ, cô đã được anh cứu giúp. Cứ ngỡ sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng định mệnh đã an bài. Sau lần gặp đầu tiên đó, anh đã không thể nào quên được cô, liền muốn biến cô trở thành của riêng mình. Và cũng chính anh đã cứu cô thêm một lần nữa, thoát khỏi sự trả thù của kẻ thù. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ nhé. 8 giờ tối, tại biệt thự Bạch Huyền, mở cửa, đưa đôi chân thon dài của mình bước xuống xe. Bối Thiên Ân trong bộ lễ phục màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên dáng người cực kỳ chuẩn của cô. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt vì được trang điểm cho nên càng trở nên xinh đẹp, thành công thu hút mọi ánh nhìn về phía cô. Đàn ông thì thèm muốn, phụ nữ thì ghen tị. Biệt thự Bạch Huyền có gam màu chủ đạo là trắng, với lối kiến trúc cổ đại, làm cho nơi này càng trở nên nổi bật. Nơi đây là nơi tổ chức những bữa tiệc lớn xa hoa của những ông trùm. Trước khi tới, Bối Thiên Ân cũng đã xâm nhập vào camera an ninh của nơi này, cho nên cấu tạo của căn biệt thự cao cấp này cô rất hiểu rõ. Hôm nay, cô nhận nhiệm vụ triệt tiêu người đứng đầu của bang Lôi Vân Tần Dịch. Đây là nhiệm vụ cuối cùng trước khi cô rời khỏi tổ chức. Để thuận tiện cho nhiệm vụ lần này, cô đã giả làm những minh tinh được Tần Dịch gọi đến. Đúng là bữa tiệc thượng lưu. Buổi tiệc ngày hôm nay của hắn tổ chức nhằm chúc mừng cho việc hợp tác thành công của hắn với một tên đầu sọ bên Ý. Đi thẳng lên lầu 3 của căn biệt thự, nơi để tiếp chuyện làm ăn của những vị khách quan trọng của bữa tiệc. Trước cửa phòng có tương đối nhiều thuộc hạ canh giữ. Tần Tổng gọi tôi đến. Nhìn cô gái trước mặt, không có nửa điểm nghi ngờ, giơ tay mở cửa cho cô vào. Tần Dịch nổi tiếng là háo sắc, dựa vào điểm này cũng đủ để cho cô ra tay dễ dàng. Bước vào trong phòng, chỉ thấy mình hắn ngồi trên ghế sofa. Cô cố tình tới sớm hơn thời gian hắn đã hẹn để tiện ra tay. Thấy Bối Thiên Ân, hắn nở nụ cười dâm uế. Đến đây với anh nào, những người khác đâu? Tần Tổng. Giọng điệu nũng nịu khiến cho cô cảm thấy buồn nôn. Không nghĩ cô cũng có thể nói ra những giọng điệu ghê tởm như vậy. Người ta cố tình tới sớm là để nói chuyện phiếm với ngài nha. Đi chậm chậm tới bên hắn, thấy hắn vẫn còn đang chú ý tới văn kiện trên tay. Thừa dịp cô bước nhanh ra sau lưng hắn, lấy trên cổ của mình một chiếc khăn lụa mỏng màu đen, rồi quấn thật chặt trên cổ của hắn, đồng thời vặn mạnh cổ. Rắc rắc, không kịp phản ứng thì sinh mạng đã kết thúc. Nghe được bên ngoài có người đi vào, Bối Thiên Ân nhanh chóng xoay người bắn ra một sợi dây từ trong chiếc vòng cổ tay, bám vào thanh cửa sổ để phóng ra ngoài. Nhưng cô lại chậm một bước. Đứng trước cổng của biệt thự Bạch Huyền, thủ hạ của Tần Dịch đã đứng sẵn để đón Tề Lăng Hạo. Tề lão đại của chúng tôi, mời ngài. Đứng trước cửa phòng của Tề Lăng Hạo để cho thủ hạ bên ngoài canh giữ, một mình tiến vào bên trong thì đúng lúc thấy được cảnh đặc sắc này. Tề Lăng Hạo thấy cô chuẩn bị nhảy ra ngoài thì bước nhanh hai bước lên phía trước, bắt lấy eo của cô lại. Bối Thiên Ân cảm giác như đại sắp bị đứt, nhanh chóng buông sợi dây ra, mất thăng bằng mà ngã vào trong ngực của anh. Anh không phải người. Nghe được tiếng động bên trong, thủ hạ của Tề Lăng Hạo mở cửa đi vào, thấy lão đại không sao mới thở phào một cái. Lão đại. Tề Lăng Hạo xoay người ôm cô rời khỏi phòng. Dọn dẹp nơi này đi. Bối Thiên Ân theo anh ra khỏi biệt thự, nhanh chóng xoay người, muốn chạy, lại bị anh ôm lại, tức giận mà xoay người. Muốn như thế nào, tùy các người. Nhìn rõ khuôn mặt của anh, Bối Thiên Ân âm thầm cảm thán. Thực sự là xinh đẹp nha, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt cương nghị, nước da trắng, tướng người rất chuẩn, không phải là người mẫu đấy chứ. Sau một hồi suy nghĩ, Bối Thiên Ân tự cốc vào đầu của mình, độ ngốc, chết đến nơi rồi mà còn không lo. Tề Lăng Hạo thu hết biểu cảm của cô lại, bờ môi bạc cong lên. Tôi sẽ không ra tay với em. Thật sao? Tề Lăng Hạo không trả lời cô mà trực tiếp ôm cô lên xe. Bối Thiên Ân quay đầu nhìn anh, bị đau như vậy mà một biểu cảm đau đớn cũng không có, nhanh chóng làm người tốt mà nhắc nhở. Nếu như anh không muốn ra đi vì bị mất máu, thì anh nhanh tới bệnh viện đi. Phó Kỳ nhìn thấy anh gật đầu, liền kêu tài xế gọi xe tới bệnh viện Tề gia.
Phó Kỳ là một trong tứ đại đường chủ của bang Thiên La, chính là cánh tay đắc lực của Tề Lăng Hạo ở trong bang. Làm cho lão đại bị thương, cô ta thực sự không đơn giản. Trên đường tới bệnh viện, Phó Kỳ đã gọi điện thoại cho Trác Hiên. Trác Hiên là bác sĩ riêng của Tề Lăng Hạo và là viện trưởng của bệnh viện Tề Gia, là một trong tứ đại đường chủ của chủ bang Thiên La. Đến bệnh viện đã thấy Trác Hiên đứng ở cửa phòng phẫu thuật, thấy bên cạnh Tề Lăng Hạo có một người phụ nữ, không khỏi ngạc nhiên. Không phải lão đại của họ không gần nữ sắc, nhưng để lão đại ôm vào trong lòng thì đây chính là lần đầu tiên. Đờ mắt nhìn sang Phó Kỳ, thấy anh nhún vai tỏ vẻ không biết, nhanh chóng phục hồi tinh thần. Lão đại, Tề Lăng Hạo không để ý tới Trác Hiên, quay đầu nhìn Bối Thiên Ân cảnh báo. Nếu như hôm nay em không đi khỏi chỗ này, thì tốt nhất hãy trốn cho kỹ. Nếu như để tôi bắt lại được, liền đánh gãy hai chân của em. Cô biết là anh đang nói thật, nhưng cô là ai chứ? Như vậy liền đã dọa được cô hay sao? Trong lòng liền cười lên hai tiếng. Đợi khi Tề Lăng Hạo vào phòng phẫu thuật, Bối Thiên Ân nhìn sang Phó Kỳ với vẻ mặt vô tội nói. Tôi muốn đi vệ sinh. Phó Kỳ nhìn thấy cô, không phải là đang nói dối, liền cử hai thủ hạ đi theo cô canh chừng, còn anh phải đứng ở đây để canh giữ cho lão đại, không thể rời đi. Bối Thiên Ân không nói gì, trong lòng cười lạnh hai tiếng, đi tới khúc cua của hành lang, cô xoay người đánh ngất hai tên thủ hạ, rồi chạy đi thật nhanh. Phó Kỳ đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật, cũng đã 20 phút trôi qua, tại sao vẫn còn chưa trở lại, thì thấy hai tên thủ hạ lúc nãy đi theo cô, liền gấp gáp chạy lại. Đường chủ, thủ hạ thất trách, xin chịu phạt. Phó Kỳ với khuôn mặt tối sầm oan thán. Hỏi mạng rồi, lại để cho một người phụ nữ chạy mất. Làm cho lão đại bị thương, hẳn là không tầm thường. Sau 3 tiếng phòng phẫu thuật mở ra, Tề Lăng Hạo đưa mắt nhìn không thấy cô, thì cũng đã biết cô đã chạy mất. Lá gan hẳn là không nhỏ. Phó Kỳ thấy anh không lên tiếng, liền nói. Lão đại, xin hãy cứ trách phạt. Không trốn tránh, không biện minh, Tề Lăng Hạo đã biết trước, nên cũng không hề tức giận. Nếu như cô ấy muốn chạy, thì dù cậu cũng không thể bắt lại được. Tại Las Vegas. Wow, thật đẹp quá, đây mới đúng là cuộc sống chứ. Thời gian làm việc cho tổ chức, số tiền mà cô kiếm được cũng có thể đủ tiêu xài cả đời, cho nên cô không cần phải đi kiếm việc làm mà có thể sống sung sướng trong quãng đời còn lại. Cô đến đây cũng đã 1 tháng, Bối Thiên Ân cũng không có định trở về, nhưng xem ra hai cô bạn thân của cô lại không cho phép. Chợt nhớ tới điện thoại, hình như từ lúc trốn sang đây thì chưa có một điện thoại. Vừa mở điện thoại lên, liền thấy là Thẩm An An gọi tới. Trong điện thoại liền vang lên tiếng la hét. Bối Thiên Ân, cậu chết ở đâu rồi hả? Để cho người bên kia bình tĩnh lại và chắc chắn không còn tiếng la nữa, cô mới dám đưa điện thoại tới bên tai. Thiên Thiên, cậu có biết mình với Hy Lam rất lo cho cậu hay không? Tại sao lại không mở máy chứ? Thì cậu cũng biết, mình vừa rời khỏi tổ chức mà. Mặc dù mỗi lần nhận nhiệm vụ đều gửi trực tiếp qua mail, nhưng đề phòng vẫn hơn. Sau một lúc hàn huyên, Thẩm An An vẫn không quên trách cứ cô. Thiên Thiên, vậy cậu có biết hắn ta là ai hay không? Suy nghĩ một lát, cô liền trả lời. Mình không biết. Thẩm An An cũng không hỏi thêm gì về cô, vì cô biết tính của Bối Thiên Ân. Cô nói không biết thì chắc chắn là không biết. Thế khi nào thì cậu trở về? Ngày mai mình sẽ trở về, hai cậu nhớ đón mình nhá. Được rồi. Tắt điện thoại, cô không đi dạo nữa mà quay trở lại phòng để thu xếp cho ngày mai trở về. Hắn chắc là không nhớ mình đâu nhỉ. Nhưng cô đâu có biết có người nào đó đã chuẩn bị chào đón cô. Thẩm An An và Hy Lam là hai người của một tổ chức thần bí. Họ là một cặp bài trùng ăn ý với nhau. Một người ra đòn, một người chỉ dẫn. Thẩm An An giỏi về võ và vũ khí, còn Hy Lam lại giỏi về độc dược và máy tính. Cô chính là hacker số 1. Nhưng 2 năm trước, hai người đã rời khỏi tổ chức, nhưng lại bị tổ chức đó tìm. Nếu hắn đã không có được hai người này, thì hắn sẽ hủy. Để cho hai người bọn họ sống, thì tình cờ gặp được Bối Thiên Ân và được cô cứu thoát. Rồi từ đó, họ trở thành bạn với nhau. Lão đại, trong thư phòng của Tề Lăng Hạo, một thân âu phục đen, tay cầm ly rượu, trong mắt thoáng hiện lên ý cười. Chu Y Vũ có việc, định lên gặp Tề Lăng Hạo, thì thấy Phó Kỳ khuôn mặt có chút kỳ lạ. Sao vậy? Lão đại, tôi muốn đi bắt phụ nữ. Nhìn ra được sự ngạc nhiên trong mắt của Chu Y Vũ, Phó Kỳ cũng không nói gì, dứt khoát xoay người đi nhanh ra cửa. Cậu ngạc nhiên cũng không trách được, bởi có biết bao nhiêu người phụ nữ không sợ chết, muốn quấn lấy lão đại.
cương nhiên bây giờ lại có một người phụ nữ muốn chạy lại để lão đại lại phải đi bắt về, hẳn là không tầm thường đi. Chu Y Vũ chính là quản gia của Tề gia này, tuy tuổi trẻ nhưng lại rất tài giỏi, là một trong tứ đại đường chủ của Thiên La. Bước ra khỏi sân bay, liền cảm giác được nguy hiểm, nhưng người này rất lợi hại, cô vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã hôn mê. Để tránh làm cho cô bị thương, cậu chỉ còn làm bằng cách này, chỉ mong lão đại không trách tội cậu. Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất lớn, hai màu xám đen làm chủ đạo, khiến cho căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Phục hồi tinh thần, thấy mình không bị trói, liền nhanh chân muốn chạy, thì cửa được mở ra bởi một người đàn ông, chính là anh ta. Tề Lăng Hạo nhìn biểu hiện của cô thì biết cô đã nhớ ra hắn là ai. Tình ngờ sao? Em có muốn nói gì với tôi hay không? Đi thẳng xuống ghế sofa ngồi xuống đợi cô trả lời. Bối Thiên Ân biết anh đang nói tới vấn đề gì. Toi rồi, ai oán ở trong lòng, nhưng giờ vẫn nở nụ cười ngọt ngào với anh. Lâu quá không gặp. Tề Lăng Hạo trong mắt toàn ý cười nhìn cô. Em định như thế nào? Bối Thiên Ân cũng không phải chưa từng gặp qua người có khí thế, thế nhưng để bức người như anh đây thì chính là lần đầu gặp. Bối Thiên Ân vội cười hỏa hoãn nói, có thể nhanh tay một chút khi bẻ hay không? Tề Lăng Hạo cười thành tiếng, đứng dậy đi về phía chiếc giường lớn, đưa tay ôm cô vào lòng. Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, đôi chân của em sẽ không sao. Bối Thiên Ân vẫn còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của hắn thì đôi môi của hắn đã chạm vào môi của cô. Hôn đến cảm thấy trong lòng muốn ngất mới luyến tiếc mà buông ra. Bối Thiên Ân cả khuôn mặt đều đỏ ửng, trừng mắt ai oán nhìn anh. Đây là nụ hôn đầu của tôi. Tề Lăng Hạo trong mắt đều là vui vẻ. Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Bối Thiên Ân xoay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý tới anh. Tề Lăng Hạo ra mặt dạy nói. Đây là em, muốn tôi hôn em hay sao chứ? Tề Lăng Hạo thấy cô vẫn còn giận thì không đùa cô nữa. Làm người phụ nữ của tôi. Nói xong, lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp. Trong chiếc hộp đó có một chiếc nhẫn kim cương. Tề Lăng Hạo không cho cô từ chối, trực tiếp đeo vào ngón tay của cô. Bối Thiên Ân ngây ngốc nhìn hành động của anh, phục hồi lại tinh thần, giật tay lại. Nhưng Tề Lăng Hạo đã nắm chặt tay của cô, không cho phép cô chống cự. Không được phép tháo đó ra. Trong chiếc nhẫn này anh đã gắn thiết bị định vị vào bên trong, để có thể lúc nào cũng biết cô đang ở đâu và phòng có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng tại sao chứ? Bối Thiên Ân né tránh ánh mắt dịu dàng của anh. Tề Lăng Hạo không vui với hành động trốn tránh của cô, xoay người bắt cô phải đối diện với anh. Cả đời này em chỉ có thể là của mình anh, bá đạo mà tuyên bố. Nhưng Bối Thiên Ân không cảm thấy chán ghét, mà ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Không trách cô được, bởi vì gì thì gì cô cũng là phụ nữ, không tránh được mê hoặc của cái đẹp. Bỗng có một người đàn ông giàu có, giỏi giang, lại đẹp trai như vậy nói yêu, hỏi thử có mấy người có thể từ chối, và cô cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng nếu như anh không có những điểm trên, cô cũng không thoát khỏi anh. Giữa được anh yêu thương tin tưởng và bị anh đề phòng nuốt lại bên cạnh anh, thì tất nhiên cô sẽ chọn vế đầu tiên. Nghiêm túc mà nói, không được hối hận, Tề Lăng Hạo trong mắt toàn ý cười. Được. Bối Thiên Ân cảm thấy như vậy không được, anh hoàn hảo như vậy, hẳn là có rất nhiều người thích anh, vội vàng mà nói thêm. Nhưng mà em không thích dùng chung đồ với người khác. Vậy nếu như anh dám thân mật với người khác thì đừng có trách em. Tề Lăng Hạo biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà từ bây giờ anh đã có cô, về sau cũng chỉ có mình cô. Anh sẽ không như vậy. Vậy em có được đánh những người phụ nữ tới quyến rũ anh hay không? Tề Lăng Hạo ý cười trong mắt càng ngày càng sâu, hào phóng trả lời cô. Có thể. Bối Thiên Ân chủ động ôm lấy anh. Người đàn ông như vậy không nắm bắt thì đúng là đại ngu ngốc. Tề Lăng Hạo nhìn cô cưng chiều. Có phải là đó rồi hay không? Anh dẫn em đi dùng cơm. Nói xong trực tiếp ôm cô xuống lầu. Trên bàn ăn, bốn vị đường chủ đã sẵn sàng đợi anh. Tề Lăng Hạo không để ý tới bọn họ, trực tiếp ôm cô ngồi trên đùi của mình, rồi thuận tay bón cơm cho cô. Cô cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp với anh. Chợt cô cảm thấy không khí có phần hơi lạ. Ngước đầu lên trên thì thấy ngoài họ ra, cứ nhiên còn có bốn người nữa. Lúc nãy bởi vì đang đói và bị đồ ăn hấp dẫn cho nên cô không để ý xung quanh. Bây giờ cảm thấy đỡ đói thì lại như vậy. Vùi đầu trong ngực của anh xấu hổ trách cứ. Sao anh không nói với em là có nhiều người như vậy? Bốn người toát mồ hôi lạnh nhìn cô. Cô cứ nhiên dám trách lão đại. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của họ, lão đại không hề tức giận,
ngược lại rất vui vẻ, hưởng thụ mà ôm người đẹp. Là do em thấy đồ ăn liền sáng mắt. Bối Thiên Ân trợn mắt nhìn anh, Tề Lăng Hạo liền dỗ dành. Họ không để ý đâu. Rồi lại tiếp tục bón cơm cho cô, sau khi ăn xong cũng không để ý tới bốn người còn lại, liền ôm cô lên lầu. Từ đầu tới cuối, bốn người bọn họ một câu cũng không nói, chỉ thu hết mọi hành động của hai người. Lão đại cười sao? Tại sao lại dịu dàng như vậy? Không phải là động tâm đấy chứ? Tôi nhìn thấy ma sao? Không phải là do cậu nghiên cứu trên cơ thể của người chết nhiều quá cho đến bây giờ thấy ma. Cũng không trách được cậu nghĩ vậy. Chắc Hiền là bác sĩ tài ba, y thuật rất giỏi. Để được như vậy, anh đã phải nghiên cứu trên xác chết. Nhưng ít nhất, người hiến xác cho y học, nên cậu chỉ còn cách lấy xác của những người chống đối với bang Thiên La lúc giao đấu mà chết. Hình như là tôi cũng như vậy. Lãnh Giật với Phó Kỳ cũng rất ngạc nhiên. Lão đại cư nhiên lại động tâm. Nếu như vậy thật tốt, chứng minh lão đại đã quên cô ta. Lãnh Giật là phó tổng tài của công ty Tề Thị, là cánh tay của anh, thay anh giải quyết mọi việc khi anh không có ở công ty, và cũng là một trong tứ đại đường chủ của Thiên La. Chủ Y Vũ nhìn ba người bọn họ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, cũng không để ý, tiếp tục đi ra ngoài để giải quyết công việc còn lại. Nếu như lão đại động tâm với cô ta thì họ sẽ bảo vệ cho cô. Nếu cô dám phản bội lão đại thì đừng có trách bọn họ. Nhưng mà cậu tin người lão đại đã chọn đúng người. Tề Lăng Hạo đặt cô trên một chiếc giường lớn chính giữa phòng. Ngủ thôi Đào. Bởi cô vừa xuống sân bay liền bị hạ thủ của anh bị thuốc mê đem tới đây. Khi cô tỉnh dậy trời đã tối, ăn cơm xong thực sự rất muốn tiếp tục ngủ, cho nên anh vừa nói xong chị cô cũng đã say giấc. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tề Lăng Hạo thấy trong lòng có một con mèo nhỏ đang say giấc, cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Tề Lăng Hạo cũng không đánh thức cô dậy, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, âu phục chỉnh tề. Tề Lăng Hạo hôn nhẹ lên trán của cô, rồi mới bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ông chủ. Người làm thấy anh, vội vàng cúi đầu chào hỏi. Không cần gọi cô ấy dậy, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì bảo cô ấy gọi cho tôi. Nhớ bảo cô ấy ăn sáng. Nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Ông chủ. Lái xe thấy anh đi tới, liền không người mở cửa xe cho anh. Tề Lăng Hạo đi không bao lâu thì có một cô gái bước vào. Người làm thấy cô, vội vàng ra nghênh đón. Tiểu thư Mẫn Mẫn, cô về rồi. Cô gái tên Mẫn Mẫn, cả người ngã lên ghế sofa. Ông chủ của các người tới công ty rồi sao? Nói xong nhìn lên lầu, đúng lúc thấy Bối Thiên Ân đang đi xuống, liền cau mày hỏi. Cô là ai? Bối Thiên Ân nhìn thấy cô gái có thể vào nhà của Tề Lăng Hạo một cách thoải mái, người làm thì hoan nghênh, lại gọi ông chủ của các người. Không lẽ cô ta là... Chú Mẫn Mẫn lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô. Chị dâu nhỏ. Bối Thiên Ân nghi hoặc nhìn cô. Em gái của anh sao? Chú Mẫn Mẫn mỉm cười nhìn cô giới thiệu. Chị dâu nhỏ, tôi là chú Mẫn Mẫn, em gái của chú Y Vũ. Ông chủ thật không tốt, cư nhiên lại đem tôi quăng qua Ý, ở nhà để tìm phu nhân. Chú Mẫn Mẫn tuy là em gái của chú Y Vũ, nhưng cô không phải là đường chủ của Thiên La. Nhưng cô cũng là cánh tay đắc lực của Tề Lăng Hạo. Ở Tề Thị cô là tổng giám đốc. Chú Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy Bối Thiên Ân, liền biết cô chính là chị dâu của họ, bởi lão đại không bao giờ đem tỷ nhân về nhà Tề ra. Bối Thiên Ân đi tới, ngồi đối diện với chú Mẫn Mẫn, quan sát cô thật kỹ. Cô thực sự là em ruột của tiểu chú? Chú Mẫn Mẫn cười nửa ngày cũng không nghỉ. Gì chứ, chị dâu nhỏ gọi anh cô là tiểu chú, chắc chắn khuôn mặt lúc đó của anh cô rất đáng yêu. Chú Mẫn Mẫn thấy Bối Thiên Ân nhìn cô ngạc nhiên, vội ngừng cười. Không nên dọa phu nhân của lão đại chạy mất, lão đại nhất định sẽ lột ra cô. Đúng vậy, tôi là em ruột của Y Vũ. Nhìn cô đáng yêu hơn cậu ta rất nhiều, thực sự khiến cho người ta hoài nghi. Bối Thiên Ân nhìn chú Mẫn Mẫn rất thuận mắt, như thế liền cùng với cô làm bạn. Chú Mẫn Mẫn cũng lại rất thích Bối Thiên Ân, rõ ràng đã là phu nhân của ông chủ, vậy mà một chút phách lối cũng không có. Mẫn Mẫn, cô có biết Lăng Hạo anh ấy đang ở đâu hay không? Như thế nào mới sáng sớm đã liền ra ngoài, cũng không thèm gọi cô dậy. Chị dâu nhỏ, ông chủ hiện đang ở công ty. Nếu như chị muốn tới đó, tôi sẽ gọi tài xế để đưa chị đi. Cô vừa xuống máy bay, liền rất mệt, không thể đưa cô đi được nha. Mẫn Mẫn, nhìn qua thì tôi nhỏ tuổi hơn cô. Cô cứ gọi tôi là Thiên Thiên được rồi. Được. Quay sang nhìn người làm. Tiểu Thu, kêu người chuẩn bị xe, đưa phu nhân tới công ty. Thiên Thiên cô, đi cẩn thận, tôi đi nghỉ trước đây. Bye bye. Nói xong liền đi thẳng về phòng. Phu nhân, xe đã chuẩn bị xong. Được rồi, tôi đi đây.
Bối Thiên Ân ngồi trên xe, không ngừng nhìn xung quanh. Xe bỗng nhiên dừng lại. Phu nhân, đã tới nơi rồi. Cung kính mở cửa xe cho cô. Dạ vâng, bác về trước đi ạ. Nhìn tòa cao ốc trước mặt, Lễ Tần thấy cô bước vào, nở nụ cười chuyên nghiệp. Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai? Nở nụ cười lại với Lễ Tần. Tôi tìm Lăng Ngạo. Cô có hẹn trước hay không? Ờ, không có. Xin lỗi tiểu thư, cô không hẹn trước cho nên không được vào. Cô có thể gọi anh ấy. Được, cô gọi là gì? Bối Thiên Ân. Cô đợi một chút. Nhấc máy gọi cho thư ký tổng tài. Thư ký Lưu, hiện có bối tiểu thư muốn gặp tổng tài nhưng không có hẹn trước. Nhờ cô báo lại với tổng. Không để cho Lễ Tân nói hết câu, liền cắt ngang. Ai không hẹn trước với tổng tài thì không được gặp. Cứ ai không hẹn trước đều gọi như vậy, làm sao mà tôi làm được việc đây? Nói xong, không đợi bên kia trả lời, liền cúp máy. Lại muốn đeo bám tổng tài. Điều Thiên Thiến mặc dù mới tốt nghiệp, nhưng với năng lực của cô rất dễ xin được việc. Được vào làm trong tề thị là ước mơ của bao nhiêu người, bởi vì lương ở đây rất cao. Nhưng cô lại không phải vì lương cao, mà chính là vì Tề Lăng Hạo. Lễ Tần áy náy nhìn cô. Bối tiểu thư, thứ lỗi, tôi không giúp được cho cô. Bối Thiên Ân cũng không làm khó, định trở về thì lại thấy Lãnh Giật đi vào. Thấy cô, Lãnh Giật nhanh chóng đi lại. Chị dâu nhỏ, sao chị lại ở đây, tổng tài đâu? Bối Thiên Ân nhìn thấy Lãnh Giật có một chút kích động, thật là may nha. Tôi không có hẹn trước cho nên không gặp được anh ấy. Lãnh Giật cười khổ nhìn cô. Tại sao lại không điện thoại cho tổng tài để tôi dẫn chị lên? Thật tốt quá, cảm ơn cậu. Bối Thiên Ân vui vẻ đi theo Lãnh Giật vào thang máy, để lại những trái tim nhém nhớt ra ngoài. Cái gì chứ, cô ta chính là phu nhân của tổng tài hay sao? Cũng may lúc nãy họ không có đắc tội với cô. Thư ký nhìn thấy Lãnh Giật chuẩn bị cúi đầu chào, thì sao lại thấy sau lưng anh có thêm một nữ nhân? Phó tổng tài trước giờ nổi tiếng không gần nữ sắc cơ mà, nhưng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Phó tổng. Lãnh Giật không để ý đến cô, trực tiếp dẫn Bối Thiên Ân lại trước cửa phòng của tổng tài. Chị dâu nhỏ, tổng tài ở bên trong, tôi có việc nên đi trước. Nói xong liền đi thẳng về phòng làm việc của mình, nhưng không quên dặn dò Lưu Thiên Thiến. Vào cho phu nhân một ly trà. Lưu Thiên Thiến nhìn cô mở cửa vào phòng mà bực tức xoay người vào phòng trà pha cho cô. Bối Thiên Ân cũng không để ý tới cái cô gái Lưu thư ký gì đó, liền đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tệ Lăng Hạo đang chăm chú xem văn kiện, rón rén bước về phía sau ôm choảng lấy anh. Từ lúc cô bước vào phòng thì anh đã biết muốn xem cô làm gì, nhưng thật không ngờ cô lại chủ động ôm anh. Bối Thiên Ân thấy anh không phản kháng, liền buông tay trách anh. Anh cự nhiên lại để cho người khác ôm. Vốn đang ngạc nhiên tại sao cô bỗng buông tay, thì hóa ra cô nghĩ rằng anh không biết đó là cô. Tề Lăng Hạo ý cười sâu trong mắt, bắt được tay của cô ôm vào trong lòng. Bởi vì anh biết đó là em. Thấy một tia nghi ngờ trong mắt của cô thì liền bổ sung. Em vừa mới vào thì anh đã biết, nhưng mà anh cố giả vờ để xem em sẽ làm gì. Bối Thiên Ân mỉm cười ôm chặt lấy anh. Cửa bỗng mở ra, Lưu Thiên Thiến không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Tề Lăng Hạo không hài lòng nhìn cô. Xem ra tay của cô không cần dùng nữa. Thấy được sự tức giận trong mắt của anh, liền không ngợi xin lỗi. Tổng tài, là phó tổng kêu tôi pha trà cho khách. Tề Lăng Hạo nguy hiểm nhìn cô. Cô nói phu nhân của tổng tài là khách. Lưu Thiên Thiến biết mình đã nói sai, liền xin lỗi, nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn không cam. Tổng tài chưa bao giờ nhìn cô dịu dàng như vậy, cô vì anh, cuối cùng lại bị cô ta giành mất, cô không cam lòng như vậy. Bối Thiên Ân nhìn ra định ý trong mắt của Lưu Thiên Thiến, cô ta còn dám dòm ngó người đàn ông của mình, vậy đừng trách cô không khách sáo. Tốt nhất cô ta nên biết thân biết phận thì cô còn bỏ qua, nếu không đừng trách cô nặng tay. Tệ Lăng Hạo thấy cũng đã tới giờ ăn cơm trưa, liền ôm cô đi ra ngoài trước bao nhiêu cặp mắt của nhân viên. Cô ta là phu nhân của tổng tài sao? Thật đẹp nha. Lúc nãy nghe kể lại không nghĩ là phu nhân. Ừ, trông cũng xinh đẹp thật. Chở cô tới một nhà hàng gần công ty để tiện cho kịp giờ hội nghị. Sau khi dùng bữa trưa xong, Tệ Lăng Hạo dắt cô về công ty. Bảo bối, lát nữa anh có một cuộc họp quan trọng. Em vào phòng ngủ nghỉ một lát đi, xong việc chúng ta sẽ cùng về nhà. Đặt lên môi của cô một nụ hôn thật sâu, rồi ôm cho ngủ mới đi ra ngoài làm việc. Bối Thiên Ân biết anh còn có việc quan trọng, cho nên rất ngoan ngoãn phối hợp với anh nhắm mắt lại ngủ. Lưu Thiên Thiến thấy anh mở cửa bước ra thì vội vàng đứng dậy đi theo. Tề Lăng Hạo đi được ba bước thì quay đầu nhìn nói với cô.
Không cần đi theo tôi, quay về chỗ của cô đi, không cho phép ai được vào trong phòng. Nói xong xoay người tiến tới phòng họp. Lưu Thiên Thiến nửa ngày mới tiêu hóa xong lời anh nói. Gì chứ, kêu cô canh cửa cho cô ta hay sao? Hậm hực trở về chỗ của mình, nhìn chăm chăm cánh cửa như muốn xuyên qua nó để xem người bên trong đang làm cái gì. Lưu Thiên Thiến trong đầu đang suy nghĩ, chợt đứng phất dậy, đi pha một ly trà bưng vào trong phòng. Trong phòng không có ai, vậy là trong phòng nghỉ. Đi đến trước phòng nghỉ, gõ cửa nửa ngày mới có người mở cửa. Bùi Thiên Ấn đang ngủ lại bị quấy dậy, hậm hực bỏ ra khỏi giường mở cửa. Thấy người gan to đó là Thiếu Thiên Thiến, không biết cô ta đang định làm gì. Có việc gì? Cô không vui mà hỏi. Tổng tài bảo tôi pha trà cho cô, dù gì cô cũng là khách, cho nên phải đón tiếp chu đáo. Nói xong liền nở nụ cười với cô. Thấy Bối Thiên Ân đưa tay muốn bưng ly trà, Lưu Thiên Thiến nhanh chóng bưng lên rồi đưa cho cô. Bối Thiên Ân đưa tay đón nhận, nhưng Lưu Thiên Thiến lại buông tay. Nhìn thấu được ý đồ của cô, Bối Thiên Ân dùng một chút xíu lực, cho nên nước trà nóng toàn bộ đã rơi trên cười của Lưu Thiên Thiến. Lưu Thiên Thiến bị nước trà nóng rơi lên, bị phỏng một mạng trên đùi, tức giận nhìn Bối Thiên Ân, giơ tay muốn tát cô, nhưng lại bị Bối Thiên Ân nhanh tay bắt được, đồng thời cũng lãnh một cái tát của cô, rồi hất mạnh. Lưu Thiên Thiến chao đảo ngã xuống nền đất. Dám nhòm ngó người đàn ông của tôi, giờ lại muốn ức hiếp tôi nữa hay sao? Lúc này ngoài cửa, Tề Lăng Hạo đi vào, đã thấy được cảnh này. Lưu Thiên Thiến nhìn anh uất ức mà nói. Tổng tài, người phụ nữ độc ác này, đánh tôi. Nói xong còn cố gắng rơi một vài giọt nước mắt. Tề Lăng Hạo không vui nhìn cô. Thư ký Lưu, tôi có dặn cô không cho phép ai đi vào trong phòng, như vậy là bao gồm cả cô. Quay sang Lãnh Giật vừa đi vào. Có cần tôi phải dạy cậu? Không cần. Lãnh Giật cười ha ha, rồi quay sang lôi Lưu Thiên Thiến ra ngoài. Tổng tài, anh không được đối xử với tôi như vậy. Bị Tề thị đuổi đi, ai dám nhận cô ta vào làm nữa chứ. Thấy được anh không vui, anh đã nói em được phép đánh những người phụ nữ thích anh mà. Tề Lăng Hạo nhìn cô dịu dàng. Không phải, là anh đang lo cho em. Nói xong cầm lấy tay của cô, xem cô có bị tổn thương hay không. Thấy cô không sao mới yên tâm ôm cô đứng dậy. Đi nào, chúng ta về nhà. Về đến cửa đã có người ra chào đón. Tề Lăng Hạo ôm lấy Bối Thiên Ân xuống xe, rồi ôm cô thẳng lên phòng. Bảo bối, mong ngủ một lát đi, anh còn có một số việc cần làm, đến giờ anh sẽ gọi em. Không người đặt lên môi của cô một nụ hôn. Bối Thiên Ân cũng đáp trả. Hạo, trả điện thoại cho em, có được hay không? Lúc đầu anh lấy điện thoại của cô vì không muốn cô gọi người đến giúp cô thoát khỏi. Nhưng mà cô đã đồng ý ở lại bên anh thì cô sẽ không rời khỏi. Huống hồ lúc sáng cô còn tự do ra ngoài biệt thự để tìm anh. Cô biết anh đã tin cô sẽ không rời khỏi anh nữa. Còn nữa, cô mất tích cũng đã hơn 3 ngày, không gọi điện thoại báo bình an với An An và Hy Lam, chắc chắn là họ rất lo cho cô. Được rồi, lấy điện thoại của mình đưa qua cho cô. Điện thoại của em anh đã quăng bỏ rồi, lát nữa anh sẽ kêu người mua cho em, mau ngủ đi. Tề Lăng Hạo cúi người hôn cô một lần nữa rồi mới xoay người đi ra ngoài, không quên đóng cửa giúp cô. Đợi anh đi rồi, cô mới nhấn nút gọi. Hai hồi chuông đã có người bắt máy. Alo, An An, là mình. Bối Thiên Ân, cậu thực sự chán sống rồi có phải hay không? Cứ nhiên lại giấu bọn mình nhiều như vậy, còn nữa lại không thèm báo bình an, tại sao đến giờ mới gọi hả? Hy Lam hung dữ nha, lần này còn nguy hiểm hơn lần trước, mém một chút tổn thương tai rồi. Hy Lam, mình xin lỗi, không phải là mình không muốn liên lạc với hai cậu, mà điện thoại của mình đã bị anh ấy quăng đi rồi, bây giờ mình đang gọi cho hai cậu bằng điện thoại của anh ấy. Lấy lại điện thoại trong tay của Hy Lam. Thiên Thiên, anh ta thực sự yêu cậu hay không? Cô thật sự là lo cho Thiên Thiên. Tề Lăng Hạo là người rất nguy hiểm, có rất nhiều người phụ nữ thích ăn. Hắn có thể vì một cây xanh mà bỏ cả một rừng cây hay sao chứ? Nếu có thể như vậy thì bọn họ sẽ rất vui mừng cho Thiên Thiên. Nhưng không thể nào, Thiên Thiên sẽ như thế nào đây? Anh ấy rất tốt với mình. Cô biết An An lo cho mình, cô cũng không biết tình cảm của anh cho cô dành được bao lâu. Nhưng hiện tại bây giờ anh đang thực sự rất thương cô. Thôi được rồi, Thiên Thiên, cậu mà hạnh phúc, bọn mình cũng hạnh phúc theo. Bọn cô sẽ tìm cơ hội để gặp anh ta, xem anh ta có thật lòng hay không. Thiên Thiên, ngày mai bọn mình sẽ ra ngoài, cậu có đến được hay không? Chúng ta sẽ cùng đi mua sắm. Cũng lâu rồi, bọn họ không có gặp nhau, thực sự là nhớ Thiên Thiên. Vậy hẹn ở trung tâm mua sắm nha. Cô cũng thực sự nhớ bọn họ. Được rồi, bye bye.
cúp điện thoại chạy sang thư phòng, không thèm gõ cửa. Dầm một cái, cửa thư phòng liền bị cung một cước đá văng. Trong thư phòng, Lãnh Giật, Phó Kỳ và cả Chu Y Vũ, bọn họ đều dùng ánh mắt hoảng sợ, còn có thương cảm nhìn cô. Chị dâu nhỏ đúng là tiêu rồi. Tệ Lăng Hạo đang chậm tư suy nghĩ, nhíu mày không vui, ai lại to gan như vậy chứ? Nhưng nhìn thấy người to gan đó là cô, tia không vui trong mắt được thay bằng một tia dịu dàng. HPT Channel. Tại sao không ngủ lại chạy sang đây? Đưa tay ôm cô đặt lên đùi, ngước lên nhìn những người còn lại đang ngồi trên ghế sofa, thì lại thay bằng ánh mắt lạnh lùng, biết ý, bọn họ liền đứng dậy đi ra ngoài. Bọn họ không muốn vì phá hư chuyện tốt của lão đại mà bị đưa tới châu Phi khai thác đâu nha. Nhanh chóng liền chạy ra ngoài. Tôi lại vừa thấy Mai sao? Phó Kỳ cảm thấy tim đang nhảy liên hồi, như thế liền bị dọa. Không phải là chỉ mình cậu thấy đâu, chúng tôi cũng thấy mà. Lãnh Giật cùng với Chu Y Vũ cùng nhau lên tiếng, nói xong cũng rời đi làm việc. Lăng Hạo, ngày mai em muốn ra ngoài cùng với An An và Hy Lam, có được hay không? Tề Lăng Hạo cũng không muốn nhốt cô suốt ngày trong biệt thự, như vậy sẽ rất buồn chán. Nhưng hôm nay anh vừa mới nghe được tin Tần Nhạn, anh trai của Tần Dịch, đã trở về để tiếp quản bang Lôi Vân. Nếu như hắn biết được người giết em trai của hắn chính là Thiên Thiên, như vậy cô sẽ gặp nguy hiểm. Tần Dịch thủ đoạn 5 phần thì hắn thủ đoạn 10 phần. Thấy anh im lặng không nói, Bối Thiên Ân ôm chặt anh, chủ động hôn lên môi của anh. Hạo, có được hay không? Em sẽ về sớm mà. Nha, nha nha. Tề Lăng Hạo cũng không muốn cô cục hứng. Vậy anh sẽ được gì? Bối Thiên Ân nhìn anh. Anh muốn gì mà chẳng được. Được, vậy thì anh sẽ kêu Mẫn Mẫn đi cùng với em. Mẫn Mẫn sẽ bảo vệ em. Chú Mẫn Mẫn tuy không phải là tứ đại đường chủ của Thiên La, nhưng thân thủ của cô rất cao cường. Anh tin Mẫn Mẫn có thể bảo vệ được bảo bối của anh. Huống chi bảo bối của anh thân thủ cũng khá tốt, còn là hai người bạn của cô, anh đã cho người điều tra và biết được bọn họ cũng không phải là những người tầm thường. Lấy trong ngăn tủ ra một tờ giấy, bên trên để ba chữ giấy kết hôn, còn có tên của cô và anh. Bối Thiên Ân nhìn anh đã ký rồi, anh thực sự muốn lấy cô làm vợ sao? Lăn trên gò má vài giọt nước mắt, thấy cô khóc, Tề Lăng Hạo vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cô. Bảo bối, đừng khóc mà. Cô khóc khiến cho tim của anh rất đau. Hạo, anh thật sự muốn em làm vợ của anh hay sao? Bảo bối, lúc đầu anh nghĩ mình chỉ là nhất thời hứng thú. Nhưng một tháng không gặp em, anh thật sự rất nhớ. Từ khi gặp lại em, anh biết mình đã thực sự động tâm. Bối Thiên Ân ôm chặt lấy anh. Hạo, em cũng yêu anh. Anh cũng yêu em, làm vợ của anh chứ. Bối Thiên Ân hạnh phúc, cầm bút chuẩn bị ký tên, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền dừng lại quay sang nhìn anh. Hạo, anh cũng không thèm cậu hôn em. Liền ấm ức nhìn anh. Tề Lăng Hạo dịu dàng hôn lên môi của cô dụ dỗ. Hoan, ký tên trước đã, đợi ba mẹ anh về, chúng ta sẽ làm đám cưới. Ngày mai, anh sẽ bù lại lễ cậu hôn cho em, có được hay không nào? Ngoan nào. Bối Thiên Ân như bị anh thôi miên, lập tức ký tên. Anh biết cô chính là cuộc sống của anh bây giờ và cả sau này. Nhìn tờ giấy để tên của hai người, Tề Lăng Hạo nở nụ cười hài lòng. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì anh đã tới công ty, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ sáng. Tiếng điện thoại vang lên. Thiên Thiên, mau dậy đi. Là Hy Lam, biết rõ tính cách của Bối Thiên Ân cho nên cô tốt bụng nhắc nhở cô. Bình thức dậy rồi, cậu về An An chuẩn bị đi, lát nữa gặp nha. Bye bye. Cúp máy đi vào nhà vệ sinh, cô chọn cho mình một chiếc đầm màu trắng dài tới gót chân, giúp che đi phần chân trắng nõn của cô. Bước xuống lầu đã thấy chú Mẫn Mẫn đợi ở đó. Mẫn Mẫn, thực sự là làm phiền chị quá. Thiên Thiên, chị vui còn không kịp đó nha. Chú Mẫn Mẫn không những không thấy phiền, mà còn cảm thấy rất biết ơn Thiên Thiên, được đi chơi, không phải đi làm, như vậy là quá tuyệt rồi. Lập tức kéo Bối Thiên Ân ra ngoài, để cho cô ngồi ghế phụ, còn mình thì trực tiếp lái xe. Tới khu trung tâm mua sắm của Tề Thị, đã thấy hai người bạn của cô đứng đó, nắm tay kéo chú Mẫn đi về phía hai người. An An, Tiểu Lam, thực sự là nhớ hai người chết mất. Còn Khoa Trương ôm chầm lấy hai người bọn họ. Này, Thiên Thiên, đừng có mà nghĩ như vậy, bọn mình sẽ bỏ qua cho cậu nha. Nói xong, liền nhìn về phía sau của cô. Đây là... Bối Thiên Ân vội vàng giải thích. An An, Tiểu Lam, đây là chị Mẫn Mẫn. Chị Mẫn Mẫn đây là bạn của em, An An, Hy Lam. Chào hai người.
Chu Mẫn Mẫn nhìn qua có vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra cô rất ham chơi nha. Được rồi, chúng ta vào trong thôi. Chu Mẫn Mẫn đề nghị. Cô muốn mua cho anh một cái áo sơ mi, cho nên đến quầy bán dành cho đồ nam. Nhìn thấy áo sơ mi màu đen, giơ tay muốn lấy một cái, thì đã có một bàn tay khác giành lấy. Tôi lấy nó. Hạ Tuyết là con gái của Hạ Chấn tổng tài Hạ Thị. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi đó, cô liền tranh lấy. Bối Thiên Ân không vui nhìn cô, nhưng cũng không muốn cãi nhau, liền xoay người rời đi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Chỗ của các cô lại để loại người như vậy vào sao? Tôi đang nghĩ là có nên tới chỗ này mua sắm nữa hay không? Hạ Tuyết trầm trọng nói, lại không dám để ý cô, chán sống rồi hay sao? À, Hạ tiểu thư, chúng tôi lập tức mời cô ta đi. Nói xong, liền bước nhanh đến bên Bối Thiên Ân, giơ tay muốn mời cô đi. Bối Thiên Ân bắt được tay cô ta, liền vặn mạnh, rắc rắc. Chu Mẫn cùng với hai người bạn của cô đang mua sắm bên hàng mặc nữ, nghe được tiếng kêu của cô nhân viên, quay đầu lại thì thấy được cảnh này. Thiên Thiên, em có sao không? Hụ chết cô sao? Lão đại kêu cô lại đi theo bảo vệ cho bảo bối của lão đại. Cứ nhiên cô lại quên mất. Cũng may mà không sao, nếu không sẽ bị lột da mất. Nhìn sang cô nhân viên vẫn còn đang lắp bắp. Tổng giám đốc. Tổng giám đốc cứ nhiên lo lắng cho cô gái đó, tiểu cô rồi. Tổng giám đốc, tôi không cố ý, tha cho tôi đi mà. Bảo vệ, lôi cô ta đi. Không thèm để ý tới lời cầu xin của cô ta. Hạ Tuyết, có chuyện gì vậy? Người nói chuyện là Bạch Tú Nhã, còn có chị là Bạch Tú Ngạn kế bên. Họ là đại tiểu thư và nhị tiểu thư của Bạch gia. Hai cậu đến thật đúng lúc. Cứ nhiên người làm của tể thị hôm nay lại dám nghênh mặt với chủ nhân tương lai, còn dẫn theo bạn của cô ta theo. Nói xong nghênh mặt nhìn Chu Mẫn Mẫn. Hạ Tuyết, cô dám xem thường bảo bối của tôi. Tể Lăng Hạo vừa bước vào thì nghe được tiếng lời này, nhíu mày không vui nhìn cô. Thấy người đi vào là Tể Lăng Hạo, Hạ Tuyết liền đi tới ôm cánh tay của anh đúng điệu. Lăng Hạo, cô ta ức hiếp em. Cô thực sự không ngờ Tể Lăng Hạo lại bênh vực cô trước mặt mọi người như vậy. Anh thực sự muốn mọi người đều biết mối quan hệ của bọn họ hay sao? Bởi anh từ trước đến giờ, mặc dù qua lại với rất nhiều người phụ nữ, nhưng để anh công khai thì chưa từng. Với cả cha mẹ hai bên đều là chỗ quen biết, sau này nhất định anh sẽ cưới cô, cho nên mọi người biết cũng không sao. Nhưng cô lại không ngờ Tể Lăng Hạo đẩy tay Hạ Tuyết ra, đi tới ôm bảo bối Thiên Ân. Bảo bối? Cô không thèm để ý tới anh, cứ nhiên anh lại để cho người khác ôm. Không được đụng vào em. Cô ta cứ nhiên to gan, dám cự tuyệt tổng tài. Những nhân viên khác nhìn cô mà nói thầm. Bảo bối? Khó hiểu mà nhìn cô. Trên người của anh có mùi của người phụ nữ khác. Tể Lăng Hạo bật cười thành tiếng. Thì ra là cô đang ghen. Anh thực sự là cao hứng nha. Cởi bỏ áo ở bên ngoài đưa cho nhân viên kế bên, rồi ôm cô vào trong lòng. Đang làm việc nhưng lại muốn gặp cô, cho nên anh đã tới đây tìm cô. Lại thấy được một màn này, dám ức hiếp bảo bối của anh, chán sống rồi hay sao chứ? Thấy anh không để ý tới mình, Hạ Tuyết liền lên tiếng. Lăng Hạo, anh không thể như vậy. Nhìn sang cô. Tại sao lại không thể chứ? Cha mẹ hai bên đã nói sau này chúng ta sẽ kết hôn. Cha cô đã nói với cô như vậy, nhưng sao anh lại như vậy? Sao tôi lại không biết? Nhìn sang Chu Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn, cô đi hỏi xem. Thấy anh sai Chu Mẫn Mẫn đi điều tra, như vậy là anh sẽ đồng ý hay sao? Cười thầm ở trong bụng, nhưng lại khiến cho cô thất vọng. Nếu như có, lập tức hủy bỏ. Tề Lăng Hạo tôi đã có vợ thì không thể cưới thêm. Cứ nhiên muốn anh không cưới bảo bối mà cưới cô ta sao? Đừng có mơ. Lăng Hạo, không được. Chúng ta kết hôn, dù anh không yêu em nhưng cũng sẽ có lợi cho việc làm ăn của Tề thị. Cô không tin anh sẽ không để ý. Dù anh không để ý, nhưng cha mẹ của anh nhất định sẽ để ý. Tề thị của tôi còn cần chỗ dựa nữa hay sao? Nói rồi ôm lấy Bối Thiên Ân ra về. Lăng Hạo! Anh ta sao có thể vì cô ta mà không cưới cô chứ? Cô ta có gì hơn cô? Ánh mắt hùng ác nhìn chằm chằm sau lưng của Bối Thiên Ân. An An, Tiểu Lam, về nhà thì gọi cho mình. Bị Tề Lăng Hạo ôm đi, cô chỉ có thể quay đầu nói lời tạm biệt với hai người bạn của mình, rồi nhanh chóng bị anh nhét vào trong xe. Thẩm An An và Hy Lam nhìn mọi chuyện diễn ra như vậy, cũng nhìn ra được Tề Lăng Hạo thực sự yêu Thiên Thiên của bọn cô. Quay sang nhìn thấy được ánh mắt hung ác của Hạ Tuyết thì liền lên tiếng cảnh báo. Hạ tiểu thư, nếu như cô dám có ý đồ xấu với Thiên Thiên thì đừng có trách bọn này. Nói xong liền kéo Hy Lam ra về.
Lão đại đã tra ra được, người giết Tần Dịch lão đại chính là Bối Thiên Ân. Cô ta từng là sát thủ của tổ chức Kim Xà. Trước khi rời khỏi tổ chức, cô ta nhận nhiệm vụ cuối cùng là giết Tần Dịch lão đại. Người đàn ông này còn nguy hiểm gấp nhiều lần so với Tần Dịch, hắn ta chính là Tần Nhạn. Bắt cô ta về đây, giúp hắn trừ đi cái gai trong mắt, hắn cũng nên cảm ơn cô đấy chứ. Dạ vâng. Cúi người đi nhanh ra ngoài, thật sự là khủng bố người ta mà. Nhanh chóng đi bắt người, Tần Dịch chính là con riêng của cha hắn đem về. Hắn mong tên tạm chủng đó chết còn không kịp, báo thù sao, thật sự là nực cười. Hôm nay Tệ Lăng Hảo có cuộc họp quan trọng, cho nên sáng sớm đã tới công ty. Cô biết hôm nay anh không kịp ăn sáng, buổi trưa bận rộn cũng không chịu ăn trưa, cho nên cô phải đem cơm tới cho anh, nếu không dạ dày của anh sẽ lại bị đau. Đang trên đường đi tới công ty, Tỷ Dầm: Chú Dương, làm sao vậy? Đột ngột dừng xe như vậy sẽ rất nguy hiểm. Phu nhân, phía trước có tai nạn, để tôi xuống xem sao. Nhanh chóng mở cửa xe, chưa đi được ba bước thì đằng sau cửa xe đã bị người ta mở. Các người là... Nói chưa hết câu, liền đã bị chụp thuốc mê mang đi. Trở lại xe, không thấy Bối Thiên Ân đâu, gọi điện thoại thì không kết nối được, lại còn nhìn thấy hộp cơm bị đổ ra ngoài. Nguy rồi, phu nhân đã gặp chuyện rồi, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tể Lăng Hạo. Ông chủ, phu nhân bị người ta bắt đi rồi. Lần này thì ông tiêu rồi, cứ nhiên lại để cho phu nhân gặp nguy hiểm. Vừa bước ra khỏi phòng họp, nhận được tin cô gặp nguy hiểm, nhất định là Tần Nhạn đã tra ra được, vội vàng gọi điện thoại cho Phó Kỳ. Phó Kỳ, mau xem vị trí của Thiên Thiên đang ở đâu, có thể cô ấy bị người của Tần Nhạn bắt đi rồi. Cũng may anh đã gắn thiết bị định vị vào chiếc nhẫn của cô, nhanh chóng lấy xe chạy về trụ sở. Dạ, lão đại. Thật không ngờ bọn họ lại có thể hành động nhanh như vậy. Đã biết được vị trí. Nhìn thấy Tể Lăng Hạo vội báo cáo, lúc lão đại gọi cậu, cậu đã gọi những người còn lại, cho nên bốn người bọn họ đã đợi sẵn anh. Nhìn Tể Lăng Hạo gật đầu vội vàng lên xe. Ở trên xe: Lão đại, chúng ta đi như vậy có phải là nguy hiểm lắm hay không? Tần Nhàn là người như thế nào họ rất rõ, bây giờ cư nhiên lại đi như vậy, thực sự là có một chút nguy hiểm. Tạm thời hắn sẽ không chống lại chúng ta. Hắn dám động tới người phụ nữ của anh, vậy là có ý khai chiến rồi. Từ trước tới nay Tề gia cùng với Tần gia, nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay hắn dám bước qua, vậy thì đừng trách Tể Lăng Hạo này không để mặt. Tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, lại vô cùng rộng lớn. Khách sạn sao? Bắt cóc bây giờ thực sự là giàu có thật, âm thầm cô cảm thán. Bước vào trong phòng, thấy cô đã tỉnh, đi tới bên cạnh cô, thấy một người bước vào là một người đàn ông. Wow, thật là đẹp nha, nhưng mà không bằng Hạo. Tại sao lại bắt tôi tới đây? Người này nhìn qua thực sự nguy hiểm. Em giết chết em trai của tôi, vậy tôi bắt em tới đây là để làm gì chứ? Nhìn cô thật sự không giống sát thủ một chút nào, thực sự xinh đẹp, còn có rất yếu ớt, thực sự khiến cho người ta muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Giơ tay ra đòn, nhưng Tần Nhạn đều đã đỡ được, nhèo mắt nguy hiểm nhìn cô. Ngoan ngoãn ở đây. Nói xong còn đặt lên trán của cô một nụ hôn. Không phải chứ, Hạo ơi, mau tới ký em. Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này? Đang nghĩ cách làm sao để đi khỏi đây thì ngoài cửa sổ bỗng có người nhảy vào. Không phải chứ, sao cô lại có nhiều kẻ thù như vậy? Nhưng nhìn kỹ lại, mở to mắt. Giai Nhi, sao cậu lại ở đây? Sao cậu ta lại vào đây được chứ? Quên mất, Giai Nhi chính là một sát thủ hạng A. Cả cô, An An và Hy Lam cũng chưa chắc đã đánh bại được cô ta. Nhưng hiện tại cô đang ở Ý cơ mà. Trường Giai Nhi có xuất thân từ giới sát thủ. Do cô là người có năng lực thích ứng nhanh, lại tiếp nhận được các đợt huấn luyện tàn khốc nhất, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Hắc Địa nhìn ra được năng lực lãnh đạo của cô, cho nên đã đặc biệt huấn luyện cô trở thành một thủ lĩnh đứng đầu trong tất cả các tổ chức sát thủ và đã truyền vị trí đầu lĩnh lại cho cô. Vì vậy, khi tổ chức sát thủ Kim Xà dục dịch muốn truy sát Bối Thiên Ân thì cô đã ra tay cản trở. Do không thể đấu lại tổ chức sát thủ Hắc Địa, cho nên tổ chức sát thủ Kim Xà đã bỏ qua cho cô. Lần này cô về là do nghe được tin Tần Nhạn đã trở về. Cô lo Bối Thiên Ân gặp chuyện cho nên đã nhanh chóng trở về, thế nhưng vẫn chậm chân một bước. Thiên Thiên, là mình biết cậu gặp chuyện cho nên trở về, nhưng lại vẫn chậm một bước. Nhanh nào, chúng ta mau rời khỏi đây. Hai người nhanh chóng lách qua cửa sổ trốn ra ngoài. Lúc vào chỗ này, Trương Giai Nhi đã giải quyết bọn thủ hạ, cho nên việc trốn thoát ra ngoài rất dễ dàng. Bên ngoài, Thẩm An An và Hy Lam đã đợi sẵn trên xe. Tể Lăng Hạo vẫn đang nhìn chấm đỏ trên màn hình, liền nhíu mày.
đang di chuyển sao? Ra lệnh cho Phó Kỳ. Phó Kỳ, Thiên Thiên đang di chuyển, mau đi theo hướng này. Phó Kỳ nhanh chóng quay đầu xe đuổi theo. Tài xế xe của Phó Kỳ không cần phải nói, không bao lâu đã đuổi kịp bọn họ. Dầm một tiếng, Tề Lăng Hạo nhanh chóng chạy lại chiếc xe của Trương Gia Nhi. Bảo bối, cô sẽ không sao chứ? Cửa xe vừa mở ra, Bối Thiên Ân ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng chạy tới ôm lấy anh. Hạo, cô thực sự rất sợ, sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa. Ngoan nào, chúng ta về nhà thôi. Anh thực sự lo cho cô, ngước mắt nhìn thấy Thẩm An An và Hy Lam, lần trước đã gặp qua, còn có một người khác nữa, đầu lĩnh Hắc Địa, cô ta với Bảo Bối biết nhau hay sao chứ? Về nhà rồi nói. Ôm lấy Bối Thiên Ân ở trong lòng, ôm cô thật chặt, chỉ sợ như chỉ cần một lần lỏng tay một chút, cô sẽ liền biến mất. Hạo, anh làm em đâu? Cô biết anh đang lo cho cô, nở nụ cười trấn an anh. Hạo, em không sao nữa rồi. Bảo Bối, anh yêu em. Anh biết cô đang trấn an anh, từ trước tới nay anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Chỉ có cô thôi mới khiến cho anh phải mất bình tĩnh như vậy. Về tới biệt thự, cả đám người bọn họ đều đưa vào thư phòng, nơi làm việc của Tề Lăng Hạo. Trường Gia Nhi giờ mới nhìn kỹ, anh ấy thực sự rất đẹp trai. Chào anh, tôi đã nhìn chúng anh rồi nha. Nói xong liền nở nụ cười thật tươi với Chu Y Vũ, làm những người còn lại được một phen ôm bụng cười. Gì chứ, Chu quản gia của chúng ta đã được phụ nữ tỏ tình nha, thực sự là buồn cười chết mất. Vào tới thư phòng, Tề Lăng Hạo để cô ngồi trên đùi của mình, chỉnh tư thế cho cô để có thể dựa thoải mái, rồi mới quay sang đám người còn lại. Nhìn thấy Bối Thiên Ân đã ngủ say trong lòng của Tề Lăng Hạo, biết cô đã mệt cho nên cũng không để ý tới cô nữa. Tề Tổng, anh nên cẩn thận một chút với Tần Nhạn, tôi nghĩ hắn đã nắm trúng Thiên Thiên. Với tính cách của Tần Nhạn, không lý nào khi bắt được Thiên Thiên lại không làm gì cô, chỉ nhốt cô vào một căn phòng, ở đó có phòng ngủ, chính là phòng của hắn. Tôi biết rồi. Hắn cũng không hiểu tại sao, không lẽ là hắn muốn, không thể nào, người phụ nữ của anh, hắn đừng hòng có thể đụng vào được. Đứng dậy ôm Bối Thiên Ân trở về phòng, còn những người còn lại cũng đứng dậy ra về. Để tôi cùng với Trác Thiên đưa hai cô trở về. Phó Kỳ đề nghị, từ đầu tới cuối, ánh mắt của Phó Kỳ cũng không rời khỏi Thẩm An An. Trác Thiên thấy được người anh em của mình đã thích người ta, cho nên nhanh chóng kéo Hy Lam ra ngoài để tạo cơ hội cho người anh em của mình. Cậu đưa Thẩm tiểu thư về trước, tôi có chuyện muốn nói riêng với Hy Lam. Kéo Hy Lam ra xe, rồi trở thẳng tới bệnh viện của anh. Còn có rất nhiều việc phải làm, không thể lãng phí thời gian được. Còn hai người kia thì khỏi phải nói. Chu Y Vũ đã bị thương Trương Gia Nhi kéo đi mất, còn Chu Mẫn Mẫn với Lãnh Giật thì trở về công ty. Tại bệnh viện Tể Gia. Anh kéo tôi đây làm gì? Cô còn rất nhiều chuyện phải làm đó nha, không thể lãng phí thời gian ở đây được. Hy Lam, cô không thấy vừa nãy, nếu như tôi không kéo cô đi thì đã trở thành bóng đèn rồi hay sao? Cô gái này thực sự là ngốc hay sao chứ? Ánh mắt của Phó Kỳ rõ ràng như vậy, tại sao cô lại không thấy? Bóng đèn cho ai cơ? Không lẽ... Mở to mắt, nhìn về phía Trác Hiên. Đúng vậy, Phó Kỳ thích bạn của cô, Thẩm An An. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt đó, làm cho cậu không được tự nhiên lắm, thực sự là rất đáng yêu. Anh ta có thật lòng hay không? Nếu như hắn ta dám chơi đùa với An An, thì đừng có trách cô. Cậu không phải trả lời câu hỏi của cô, quay sang bàn làm việc, tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở. Đúng là Phó Kỳ hứng thú với Thẩm An An, nhưng có yêu hay không thì cậu không rõ. Nhưng cậu rất hiểu người anh em này, nếu đã không yêu, sẽ lập tức vạch rõ ranh giới. Hy Lam cũng không thèm để ý tới anh nữa, lấy máy tính của mình ra, tiếp tục làm công việc. Là một hacker, cho nên máy tính luôn bên mình, là chuyện rất bình thường. Chỉ trừ những lúc cô ra ngoài dạo cùng với hai người bạn của mình, thì cái máy tính xách tay sẽ được thay thế bằng một cái máy tính mạng. Trên xe, Phó Kỳ và Thẩm An An cũng không nói gì với nhau, mỗi người một suy nghĩ. Mình sẽ kêu Tiểu Lam thiết kế một phần mềm theo dõi. Cô phải theo dõi hành tung của Tần Nhạn, không để cho hắn có cơ hội ra tay với Thiên Thiên. Mình sao lại nhìn cô ấy thành Tiểu An chứ? Đến nhà của tôi rồi, cảm ơn anh. Ra khỏi xe đi thẳng vào nhà, phải mau chóng đi tìm Hy Lam. Tiểu Lam? Chưa về nhà sao? Không lẽ, hắc hắc cười gian hai cái, không lẽ cái tên bác sĩ Trác Hiên đó đã kéo đi tỏ tình thật rồi sao? Thực sự lại nhanh nha. Ọt ọt, nhìn về phía phát ra tiếng động, ý cười sâu trong mắt, đứng dậy đi về phía cô.
Chúng ta đi ăn, xong rồi tôi sẽ đưa cô trở về. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, cậu thật muốn cắn một cái. Ờ, không cần đâu, chắc giờ này An An đang ở nhà đợi tôi phải về. Bạn của cô, giờ này chắc cũng đã ăn rồi. Mau nào, chúng ta đi thôi, tôi cũng đói rồi. Hắn đứng dậy kéo tay của cô ra khỏi bệnh viện, lên một chiếc xe tới nhà hàng gần đó. Không thể từ chối, cho nên đành đi theo anh. Trên xe không im lặng như Thẩm An An và Phó Kỳ. Hy Lam, cô có thể cho tôi biết có cô quen nhau như thế nào hay không? Cậu cũng không hiểu tại sao lại rất muốn nói chuyện về cô. Thấy được một tia do dự trong mắt của cô. Ờ, nếu mà không muốn nói thì cũng không sao. Chỉ là cậu hơi thất vọng một chút, nhưng cậu không ngờ cô lại nói cho cậu nghe. Thật ra thì chúng tôi quen biết nhau là ở ranh giới của sự sống và cái chết. Tôi và An An và cả Giai Nhi nữa cũng như vậy. Chúng tôi trong lúc nghĩ mình sẽ không thể sống nữa vì bị truy sát, thì Thiên Thiên lại cho chúng tôi được tiếp tục sống. Chúng tôi tự hỏi tại sao Thiên Thiên lại cứu chúng tôi. Mỗi lần như vậy, chỉ cần một sơ suất nhỏ thì cô ấy cũng sẽ chết chung với chúng tôi. Cho đến một ngày tôi thấy cô ấy liều mình để cứu một con chó nhỏ ở trên đường, khi có một chiếc xe đang lao về phía nó. Chúng tôi lo lắng nên đã lớn tiếng trách móc cô ấy ngu ngốc. Anh biết cô ấy nói gì không? Cậu im lặng để tiếp tục nghe cô nói. Thiên Thiên nói con chó nhỏ sẽ không phản bội cô ấy. Giai Nhi nghe được Thiên Thiên nói như vậy liền mắng cô ấy. Cậu ta mắng Thiên Thiên là Thiên Thiên. Có phải cậu cứu chúng tôi cũng vì như vậy? Vì chúng tôi mang ơn cậu nên cậu biết chúng tôi sẽ không phản bội cậu. Thiên Thiên điện trả lời. Các cậu có thể đi, tôi sẽ không giữ các cậu ở lại. Cuối cùng thì chúng tôi bỏ đi. Nhưng một tháng sau chúng tôi quay lại thì thấy được cô ấy đang ôm sát một chú chó nhỏ đã cứu cô ấy lúc trước. Con chó đó đã cứu Thiên Thiên bởi một tên côn đồ, chịu tay Thiên Thiên một nhát dao. Tên đó cũng không thoát khỏi họng súng của Thiên Thiên. Sau đó Thiên Thiên đã tự nhốt mình trong phòng suốt 3 tháng bởi vì cô ấy hối hận vì đã cứu con chó đó. Trác Hiên khó hiểu nhìn cô. Tại sao lại hối hận chứ? Nếu không phải nhờ như vậy mà cô đã mất mạng rồi hay sao? Thật ra thì một dao đó không thể lấy mạng của Thiên Thiên. Sau này chúng tôi mới hiểu lý do Thiên Thiên cứu chúng tôi là bởi vì cô ấy thấy chúng tôi nếu như chết sẽ rất phí. Gì chứ, chết sẽ phí sao? Thấy được ánh mắt khó hiểu của cậu liền lên tiếng. Bởi vì Thiên Thiên nói rằng chúng tôi rất đẹp, lại còn rất giỏi nữa. Nói xong còn khoa trương nháy mắt với Trác Hiên một cái, làm tim của cậu thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thiên Thiên thấy mình vẫn còn đang nằm trong lòng của anh. Định ngồi dậy thì bị một cánh tay rắn chắc của anh ôm lại. Quan, ngủ thêm một lát nữa nào. Tề Lăng Hạo đã thức dậy từ rất sớm, nhìn thấy cô vẫn còn ngủ say. Anh không muốn làm cho cô thức giấc, cho nên đã giữ nguyên tư thế như vậy để cô không bị đánh thức. Em không muốn ngủ nữa. Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, mặc lên một bộ đầm dài tới gót chân. Tề Lăng Hạo cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra ngoài đã khoác trên người bộ ốc phục màu đen. Hôm nay anh sẽ đưa cô tới công ty, như vậy anh mới có thể an tâm, vì lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy cô. Hôm nay đến công ty với anh. Anh rất muốn buộc chặt cô bên mình, không cho cô chạy nhảy lung tung. Dạ được. Đi theo anh thì lúc nào cũng được, cũng sẽ được nhìn thấy anh. Hai người đi xuống lầu ăn sáng rồi cùng nhau tới công ty. Ngoan, vào phòng nghỉ, ngủ thêm một lát nữa đi. Xong việc anh sẽ gọi em dậy. Hôn nhẹ lên môi của cô, rồi ôm cô vào trong phòng. Thấy cô đã ngủ mới đứng dậy đi ra ngoài. Từ lúc nào mình đã biến thành con sâu gạo như vậy? Như thế nào từ lúc bên cạnh anh cô lại giống như tiểu bạch thỏ, để cho anh cưng chiều như vậy chứ? Suy nghĩ một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cốc cốc. Lão đại, Tần nhà muốn gặp anh. Lãnh Giận nghe tin liền chạy tới thông báo cho anh. Cậu thực sự lo lắng cho chị dâu nhỏ nha. Để cho hắn ta vào. Anh cũng muốn xem Tần Nhạn muốn làm gì. Cửa mở ra một lần nữa, Lãnh Giật dẫn Tần Nhạn đi vào. Tề lão đại, đã lâu không gặp. Tề Lăng Hảo cười như không cười với hắn. Tần lão đại, đã lâu không gặp, mời ngồi. Cả hai người đều thoát ra ký lạnh chết người. Lãnh Giật nhanh chóng xoay người, rót hai ly rượu đưa cho hai người, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tần lão đại, tổng vụ của cậu ở Ý dạo này rảnh rỗi lắm hay sao mà sang đây nghỉ ngơi như vậy? Tề Lăng Hạo lên tiếng trước, lời nói mang theo hàn khí ngày càng nhiều. Tề lão đại, tôi đây là vì người phụ nữ của anh. Chúng ta trước giờ đều không tranh đấu với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Tề lão đại sẽ không vì một người phụ nữ mà làm mất hòa khí đấy chứ.
Hắn không tin Tề Lăng Hảo có thể vì một người phụ nữ mà trở mặt với hắn. Thứ lỗi, chúng ta đành phải trở mặt. Bối Thiên Ân là bảo bối của anh làm sao có thể đưa cho hắn? Tề lão đại, tôi chưa nói là ai cơ mà. Nhanh như vậy đã liền từ chối, Bối Thiên Ân thực sự quan trọng như vậy hay sao? Tề Lăng Hảo tôi, chỉ có một người phụ nữ. Nói xong, liền làm động tác tiễn khách. Tần lão đại, xin mời. Tề lão đại, anh không cần suy nghĩ hay sao? Bối Thiên Ân đã giết em trai của tôi sẽ không buông tha cho cô ta. Tề Lăng Hảo lại có thể vì một người phụ nữ mà trợ mặt với Tần gia hay sao chứ? Bối Thiên Ân là người phụ nữ của tôi, cậu nên về tổng bộ để chuẩn bị cho tốt. Nếu như Tần Nhãn muốn trở mặt, vậy anh sẽ cho hắn được nguyện ý. Được thôi. Xoay người ra ngoài, hắn sẽ khiến cho Tề Lăng Hảo phải hối hận. Nhưng hắn cũng không biết, thật ra hắn muốn Tề Lăng Hảo giao Bối Thiên Ân ra để trả thù cho Tần Dịch, hay chỉ là một cái cớ để hắn tự nghĩ ra, bởi hắn thực sự không muốn trả thù cho Tần Dịch. Từ lúc Tần Nhãn đi vào, Bối Thiên Ân đã thức giấc. Nghe được lời anh nói, cô thực sự rất hạnh phúc. Có một người đàn ông có thể vì mình mà trở mặt với người khác, thực sự là rất cảm động. Đi ra khỏi phòng nghỉ, ôm lấy anh từ phía sau. Hảo, em yêu anh. Không biết kiếp trước cô đã lập nên công lớn gì cho thế giới mà kiếp này lại cho cô được gặp anh. Sao không ngủ thêm đi? Nhìn cô cưng chiều, anh liền nói. Thì không muốn người ta nhìn anh làm việc hay sao? Được rồi. Đặt cô lên đùi của mình, tiếp tục đọc văn kiện. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi vừa tắm xong và lúc nghiêm túc làm việc. Lời nói đó quả thật không sai. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lãnh Giật đang ngồi xem những văn kiện, xem có cần chỉnh sửa gì nữa hay không. Lại có người gọi điện thoại tới. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ đêm. Ai lại có thể gọi điện muộn như vậy chứ? Chính là Chu Mẫn Mẫn. HPT Channel. Alo, Mẫn Mẫn, cô gọi tôi giờ này có chuyện gì hay không? Cô có chuyện gì sao? Alo, tiên sinh, tôi thấy trong danh sách liên lạc gần đây của cô ấy, số điện thoại của anh đứng đầu, cho nên tôi gọi cho anh. Bây giờ anh có thể tới đón cô ấy hay không? Chúng tôi đang ở Ba Rượu Ăn. Lúc chiều do có việc tìm cô, cho nên anh đã gọi. Chắc vì vậy mà số điện thoại của anh mới đứng đầu danh sách liên lạc gần đây. Ờ được rồi, tôi lập tức sẽ tới, nhờ cô trông coi giúp cô ấy một lát. Mẫn Mẫn trước nay làm gì có chuyện say xỉn như vậy chứ? Cô ấy có chuyện gì hay sao? Chạy thật nhanh tới, đã thấy cô say nhưng vẫn còn đang uống. Bước nhanh đến giật lấy ly rượu trên tay của cô. Mẫn Mẫn, cô say rồi, tôi đưa cô về. Nếu như còn uống nữa, cô ấy sẽ chết mất. Tiên sinh, anh là bạn của cô ấy hay sao? Tôi là quản lý ở đây. Cô ấy đã ngồi ở đây từ chiều rồi. Còn nữa, đã uống gần 2 chai rượu. Anh mau đưa cô trở về đi. Nếu như còn uống nữa, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra. Không muốn, giật. Anh mau ngồi xuống đây, uống với tôi đi. Cô thực sự rất buồn, buồn gần chết. Người cô thương thầm bấy lâu nay, cự nhiên hôm nay lại đưa thiệp cưới cho cô. Được rồi, chúng ta về nhà rồi cùng uống, có được hay không? Anh phải mau chóng đưa cô về. Cô như vậy thực sự khiến cho đàn ông ở đây đều muốn ăn cô. Mẫn Mẫn lấy tay ôm Lãnh Giật để anh đưa lên xe. Anh không thể đưa Chu Mẫn Mẫn về nhà cô được, vì giờ này sẽ kinh động đến lão đại. Đành đưa cô về nhà của cậu. Về đến nhà, ôm cô vào trong phòng, để cô nằm lên chiếc giường, rồi đi lấy khăn mặt lau cho cô. Chu Mẫn Mẫn nắm lấy tay của anh, ôm thật chặt lấy anh mà khóc lớn. Giật, anh nói xem, có phải là tôi không tốt, cho nên anh ấy mới không để ý tới tôi mà đi cưới người khác. Cô ta không thương anh ấy, tại sao anh ấy vẫn chọn cô ta chứ? Ngoan nào, cô rất tốt, là anh ấy không có mắt cho nên mới không thương cô. Người đó quan trọng với cô như vậy sao? Vậy có mắt hay không? Nói xong còn đưa tay kiểm tra xem cậu ta thực sự có mắt hay không. Có, tôi có mắt. Cậu cười khổ một cái, cậu cư nhiên có mắt rồi. Vậy cậu có thương tôi hay không? Im lặng không nghe cậu trả lời, cô liền dầu dĩ nói. Tôi biết mà, tôi biết là sẽ không có ai thương tôi mà. Có, tôi thương cô, ngoan nào, ngủ đi. Cậu thực sự không biết cô đang nghĩ gì nữa. Nóng quá, thật khó chịu, giật, anh mau giúp tôi đi. Cô thực sự rất khó chịu na. Ngoan nào, ngủ đi, tôi sẽ đi ra ngoài. Nhanh chóng đứng dậy, muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được, nhưng lại bị Chu Mẫn Mẫn nắm lại, mất thăng bằng mà ngã lên người của cô. Đặt lên môi của cậu một nụ hôn, còn lấy tay của cậu chạ sát lên người của mình.
Cô chỉ cần biết Lãnh Giật chạm vào người cô, chạm tới đâu cô liền thoải mái tới đó. Mẫn Mẫn, cô có biết mình đang làm gì hay không? Cô biết tôi là ai hay không hả? Cậu không phải là Liễu Hạ Huệ nha. Anh là Giật, là Tiểu Giật. Cậu không biết nên khóc hay nên cười. Cười vì cô còn biết anh là ai. Khóc, từ ngày có chị dâu nhỏ, tên của các cậu liền có thêm chữ Tiểu Giật, Tiểu Chu, Tiểu Kỳ, Tiểu Trác Trác. Tự nhiên cậu thấy lạnh sống lưng, phục hồi tinh thần thì lấy áo của mình cùng với đồ trên người của cô đều đã bị lột sạch. Bẩn bẩn, cô không được hối hận. Nói xong, liền cởi hết những thứ chướng ngại còn lại trên người. Bây giờ em cũng muốn rút lui, cô không còn cơ hội nữa. Rồi anh nhanh chóng tiến vào người của cô. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Alo, Lãnh Phó Tổng, có một cô gái tên là Bạch Tú Ngạt muốn tìm anh. Phó Tổng hôm nay, cứ nhiên giờ này cũng chưa tới công ty, thực sự là lạ nha. Nói cô ta đi về đi. Thực sự là phiền phức chết đi được, quay sang nhìn người con gái trong lòng, đang có dấu hiệu tỉnh lại, ý cười sâu trong mắt. Không biết khi tỉnh dậy cô sẽ có phản ứng như thế nào. Thật đau đầu quá. Vẫn chưa phát hiện bên cạnh có người, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, càng nhớ cô lại càng sợ hãi. Cô với Lãnh Giật, không thể nào. Thịnh rồi sao? Nhìn em như vậy chắc là nhớ hết rồi phải hay không? Thu hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt của cô lại, anh thật không ngờ, bình thường cô trẻ con như vậy, bây giờ lại càng đáng yêu. Giật mình, lại nhìn thấy người vợ lên tiếng chính là Lãnh Giật. Anh ta chưa đi hay sao chứ? Anh... mà chúng ta đều là người lớn rồi. Chuyện đêm qua, hãy xem như là tình một đêm của chúng ta đi. Cô thực sự không thể bắt Lãnh Giật chịu trách nhiệm với mình được. Chỉ còn có cách này, sau này mới có thể đối mặt được với anh. Em nghĩ như vậy hay sao? Nhau mắt nhìn cô thật nguy hiểm, thấy cô dứt khoát gật đầu, tức giận liền đứng dậy mặc quần áo vào. Vậy thì coi như đêm qua là tình một đêm đi. Anh đi thẳng ra ngoài, dứt khoát, không thèm nhìn cô lại một cái. Lãnh Giật, xin lỗi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn cô thực sự sợ hãi, nhưng cô không thể đến với anh được. Cô vì người đàn ông khác mà uống say, rồi cùng với anh xảy ra quan hệ, đó chính là lỗi của cô. Lau đi nước mắt trên mặt, đứng dậy mặc quần áo rồi ra về. Đi xuống lầu, thấy anh vẫn đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê. Anh thực sự đã xem đó là tình một đêm. Đó là ý của cô muốn. Nhưng tại sao cô lại đau như vậy chứ? Tôi về đây. Xin lỗi về chuyện tối qua. Thấy anh vẫn không thèm để ý tới mình, cô liền vội quay người đi nhanh ra ngoài. Anh có nhiều người phụ nữ như vậy, làm sao có thể để ý tới cô được chứ? Có lẽ cô cũng chỉ là một trong số đó. Bối bối, mau thức dậy nào. Tới công ty dùng ngủ tiếp có được hay không? Anh không thể để cô ở nhà được, chỉ có đem theo cô ở bên cạnh. Như vậy Tần Nhạn mới không thể ra tay với cô. Hảo, anh thật đáng ghét. Thấy cô đã thức, liền bế cô đi vào nhà vệ sinh, giúp cô rửa mặt, tắm rửa thay đồ, ôm cô xuống lầu, giúp cô ăn sáng rồi tới công ty. Tới công ty, nhân viên mắt to mắt nhỏ nhìn tổng tài của bọn họ. Bọn họ cũng không dám làm ồn, sợ làm kinh động tới phu nhân, như vậy sẽ chết rất khó coi. Tổng tài cư nhiên lại có thể dịu dàng như vậy. Thật là soái ca. Các người không mau làm việc đi, tổng tài biết được chết cũng rất khó coi đó nha. Một nhân viên khác thì nhắc nhở. Cốc cốc, được sự cho phép mới dám mở cửa đi vào. Tổng tài, hôm nay tổng giám đốc không đi làm, cho nên tổng tài anh xem giúp. Cô thực sự không muốn nha, nhưng vì báo cáo này cần gấp cho nên không thể không đi tìm tổng tài. Phó tổng đâu? Phó tổng buổi sáng đã tới công ty. Đưa đến đây. Nhìn lướt qua, ký một cái lên bản báo cáo rồi đưa lại cho nhân viên. Tôi xin phép đi làm việc tiếp. Thực sự là đáng sợ. Chủ Mẫn Mẫn cả đêm không về, hôm nay cũng không đi làm, Lãnh Giật cũng không đi làm. Hai người này đã xảy ra chuyện gì chứ? Lấy điện thoại gọi cho Lãnh Giật, chuông reo hai cái, liền có người bắt máy. Cậu và chú Mẫn Mẫn đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay cả hai đều không đi làm. Lão đại, tôi có chút việc, lát nữa sẽ tới công ty. Không hỏi thêm cậu nữa, liền cúp máy. Bình thường họ không đến công ty, anh cũng sẽ không tìm. Nhưng đêm qua Mẫn Mẫn không có về nhà, hôm nay cũng không đi làm. Như vậy hai người nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Liền gọi điện thoại cho chú Y Vũ. Lão đại, có chuyện gì sao? Chú Mẫn Mẫn đã về nhà rồi.
Không phải là con bé đang ở công ty sao? Lúc nãy tôi gọi điện thoại bảo là đang ở công ty. Thật là lạ nha. Ok, được rồi. Vậy là anh cúp máy. Tần tổng, khi nào thì chúng ta tiến hành? Cậu theo Tần Nhạn đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn vì chuyện riêng mà ảnh hưởng tới công việc, mà lại còn vì một người phụ nữ. 10 ngày nữa sẽ là sinh nhật của Hạ Trấn, chắc chắn Tệ Lang Hạo sẽ dẫn Bối Thiên Ân đi, đó chính là cơ hội. Hắn không tin, không thể bắt được cô. Bảo Bối, hãy đợi tôi. Tiểu Chu, đã lâu lắm rồi không thấy Mẫn Mẫn, cậu có biết Mẫn Mẫn đi đâu rồi hay không? Không có Mẫn Mẫn ở bên cạnh, Hạo chẳng cho cô ra ngoài. Mặc dù bên cạnh cô có thêm 2 người bạn nữa, khỏi phải hỏi, người kia bận quấn lấy Tiểu Chu rồi, làm gì còn thời gian mà ra ngoài với cô. Trường Dài Nhi thì đáng ghét, độ háo sắc, nhưng cô đâu có biết, để đảm bảo an toàn cho cô, dù cả 4 người bọn họ có đi cùng cô, Tề Lăng Hạo cũng sẽ không đồng ý. Thế lực của Tần gia ngang bằng với Tề gia, tất nhiên nếu như không có Tề Lăng Hạo đi cùng, 4 người các cô tính mạng còn không chắc có thể bảo toàn, nói chi đến việc bảo vệ thêm 1 người nữa. À, chị dâu, Mẫn Mẫn đang đi thay lão đại ký một hợp đồng lớn, hẳn là vài ngày nữa sẽ về. Lão đại lần này không biết tại sao lại sai Chu Mẫn Mẫn đi làm một việc quan trọng như vậy chứ. Lão đại hẳn là có lý do riêng đi. À, ra vậy sao? Xoay người đi lên lầu trở về thư phòng. Hạo, anh còn việc gì phải làm nữa hay sao? Cô thực sự buồn chán, ai cũng có việc để làm, còn cô thì suốt ngày rảnh rỗi. Bảo Bối, lại đây nào. Đưa tay ôm lấy cô đặt lên đùi của mình, tựa cằm lên vai của cô rồi nói. Bảo Bối, ngày mai chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta sẽ tới Hạ gia dự tiệc của Hạ Trấn. Lần này Tần Nhạn nhất định sẽ thừa cơ hội lần này để bắt Bảo Bối của anh. Anh cũng đã chuẩn bị cho hắn một món quà bất ngờ, chắc chắn là hắn sẽ bất ngờ. Cũng được. Cuối cùng thì cũng được ra ngoài chơi, mặc dù là hơi không được thoải mái, nhưng có anh đi cùng là được rồi. 7 giờ tối, trước cửa biệt thự để 2 chữ Hạ gia. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Trấn, cho nên có rất nhiều nhân vật lớn trên thương trường tới dự. Xe của Tề Lăng Hạo dừng trước cửa biệt thự, mở cửa xe bước xuống. Hôm nay Tề Lăng Hạo mặc trên người bộ âu phục đen bó sát. Bình thường anh rất điển trai, hôm nay nhìn anh lại càng nổi bật. Hạ Tuyết nhìn thấy ánh mắt sáng, nhanh chóng tiến tới, muốn ôm lấy anh, nhưng lại thấy anh đưa tay vào trong xe. Lại có một bàn tay trắng nõn đưa ra nắm lấy tay của anh, được anh dịu xuống xe. Hôm nay Bối Thiên Ân mặc trên người bộ lễ phục màu đỏ, ôm sát cơ thể, làm tôn lên màu da trắng hồng của cô, khiến cho phụ nữ thì ghen tị, đàn ông thì thèm thuồng. Nhìn đến người đi bên cạnh cô thì ánh mắt liền trở nên hâm mộ, liền có một chút tiếc nuối. Đi theo sau anh là tứ đại đường chủ của Thiên La, bọn họ cũng cực kỳ điển trai, ai ai khuôn mặt cũng cực kỳ thu hút. Bọn họ mặc dù là tướng đại đường chủ, nhưng bọn họ nhìn vào chính là những playboy. Nhưng hôm nay bọn họ không có thời gian để đùa giỡn với các cô. Lão đại đã giao nhiệm vụ cho họ rất quan trọng, không thể có sai sót. Còn có, Lãnh Giật hôm nay khuôn mặt lại khiến cho người khác không rét mà run. Chủ Mẫn Mẫn cứ nhiên trốn mất, anh lại không điều tra ra được, chỉ có thể là lão đại đã nhúng tay vào. Ôm cô đến bên Hạ Trấn. Hạ tổng, chúc mừng ông. Bởi ông và cha mẹ anh có giao tình rất tốt, cho nên hôm nay anh mới nể mặt mà mạo hiểm đem theo Bảo Bối của anh. À, Lăng Hạo, cậu tới rồi sao? Đây là... Nhìn sang cô gái bên cạnh, lên tiếng hỏi. Ông rất muốn gả con gái cho Tề Lăng Hạo, nhưng xem ra là không được rồi. Với tính cách của Tề Lăng Hạo, ông biết rất rõ, anh sẽ không để cho người phụ nữ nào đi cùng anh dự tiệc như vậy, trừ khi người phụ nữ đó chính là nữ chủ nhân của Tề gia. À, giới thiệu với ông, cô ấy là phu nhân của tôi. Nói xong liền nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. Bảo Bối của anh nên để nhiều người biết một chút, cả thế giới biết sẽ càng tốt, như vậy sẽ không ai dám tơ tưởng tới cô nữa. Hạ Trấn nhìn cô, hẳn là cô gái này có bản lĩnh đi. Quay sang Tệ Lăng Hạo. Lăng Hạo, tôi với cậu sang đó nói chuyện với mấy vị khách đi, hay để phu nhân của cậu ở đây nói chuyện với phu nhân của tôi. Đợi cho lão gia của mình cùng với Tề Lăng Hạo cách xa một chút, Hạ phu nhân nhìn sang Bối Thiên Ân, lên tiếng. Hẳn là làm Tề phu nhân không dễ. Rõ ràng Tề Lăng Hạo sau này nhất định sẽ cưới Tuyết Nhi. Dù Tề Lăng Hạo không muốn, nhưng dựa vào quan hệ của bà với phu nhân Tề Hùng như vậy, hôn lễ đã như định sẵn, lại ở đâu tự nhiên xuất hiện một con nha đầu.
còn được Tề Lăng Hạo cưng chiều như vậy, hôn lễ này coi như tiêu mất, nhưng bà nhất định sẽ không để như vậy liền cho kết thúc. Hạ phu nhân, bà yên tâm, Hạo rất yêu tôi. Anh ấy cũng không bắt tôi học mấy lễ nghi như các tiểu thư phu nhân khác, cho nên làm Tề phu nhân cũng rất dễ. Cô làm sao không nhìn ra được định ý của bà ta, muốn hủ cô sao, phải đợi kiếp sau đi. Tề phu nhân, nếu như Tề tổng không bắt cô học, cũng nên vì sĩ diện của cậu ta mà phải học chứ. Tuyết Nhi nhà chúng tôi đây, những lễ tiết đó rất hiểu biết, cho nên xứng đáng làm Tề phu nhân hơn cô. Bà ta làm sao có thể để cho một con nha đầu như cô qua mặt được cơ chứ, một hai câu liền đấu với bà sao? Nếu như Hạo dám cưới con gái của bà, tôi sẽ lập tức đánh cô ta ra xa. Muốn con gái của bà gả cho Hạo hay sao? Vậy cô sẽ đánh bay cô ta. Con nha đầu như cô lại không tự mình nhìn lại xem, nói chuyện như một tên không có học, mở miệng liền muốn đánh cười. Cô thử nhìn lại xem, nếu như Tề Lăng Hạo lấy con gái của tôi, Tề thị sẽ lên như diều gặp gió, không biết lượng sức mà. Bà không tin Tề Lăng Hạo sẽ không vì lợi ích của Tề thị mà không lấy con gái của bà. Hạ phu nhân, bà nói xem, Tề thị của tôi cần hạ thị của bà giúp đỡ hay sao? Anh không yên tâm để bảo bối của mình một mình quá lâu, cho nên đã quay lại tìm cô. Đúng lúc anh nghe được những lời này, anh thực sự muốn bóp chết bà ta, dám xem thường bảo bối của anh. Bà ta chán sống rồi hay sao chứ? Tề tổng, không phải vậy. Nếu như để Tề Lăng Hạo nổi giận thì Hạ gia coi như tiêu nha. Dù gì bây giờ người nắm quyền cũng là cậu ta, chứ không phải là Tề Hùng. Tề Lăng Hạo không để ý tới bà ta, liền ôm bối Thiên Ân ra về. Hôm nay anh cũng không có tâm trí bắt tội bà ta. Bây giờ Tần Nhạn nhất định là đang mai phục ở bên ngoài, anh còn phải tặng cho hắn một món quà nữa. Lúc nãy vừa nhận được điện thoại của Chu Mẫn Mẫn thì anh biết món quà này nhất định sẽ khiến cho Tần Ngạn không thể ngẩng đầu lên được. Thấy anh tức giận đưa tay ôm lấy. Hạo, bà ta không ước hiếp được em đâu. Một phu nhân chân yếu tay mềm như bà ta, nhiều lắm chỉ có cái miệng nói ra những lời cay độc như phun ra nọc độc của rắn, thì ngoài ra chẳng có gì lợi hại. Xe của Tề Lăng Hạo đi được một lát thì bang bang, xung quanh xe đã bị vây lại bởi những tên áo đen. Nhìn thấy Tần Nhạn bước lên từ phía trước, Tề Lăng Hạo cũng mở cửa xe đi ra. Tần lão đại, gặp mặt như vậy liệu có quá hành tráng hay không? Cười như không cười nhìn Tần Nhạn. Tề lão đại, tôi đến đây là để đón Tề phu nhân của ngài đi. Hôm nay hắn nhất định phải mang được cô đi. Bối Thiên Ân nhìn thấy những gì đang diễn ra, cô thực sự lo lắng cho anh. Hôm nay anh không mang theo nhiều người, như vậy thực sự nguy hiểm. Nhanh chóng cầm điện thoại định gọi cho Thẩm An An thì lại nghe thấy anh nói, khiến cho cô kinh ngạc nhìn anh. Tần lão đại, hôm nay cậu thắng được tôi, như vậy trước lão đại này thật sự là không đáng rồi. Tề Lăng Hạo vừa dứt lời, điện thoại của Tần Nhạn liền reo lên. Nhận xong điện thoại, Tần Nhạn quăng mạnh điện thoại xuống đất. Tề Lăng Hạo, mày hay lắm, dám đánh vào tổng bộ của Tần gia. Xem ra ta đã quá xem thường mày rồi. Vậy thì hôm nay ta cũng sẽ không để cho mày rời khỏi đây. Muốn hắn chết sao? Vậy được, hắn sẽ kéo theo thêm Tề Lăng Hạo. Dứt lời, hai bên liền nổ súng bang bang. Hơn 10 phút, người của Tề Lăng Hạo đã khống chế được tất cả người của Tần Nhạn. Hắn không biết Tề Lăng Hạo đã cho người mai phục khắp nơi để bắt hắn. Do nóng lòng muốn giết được Tề Lăng Hạo và bắt được bối Thiên Ân, cho nên hắn đã không để phòng xung quanh. Vừa nhận được mệnh lệnh liền nã súng vào đối phương. Do không biết mình bị mai phục, cho nên trong lúc giao đấu không hề đề phòng tập kích phía sau. Tề Lăng Hạo, mày giết chết tao đi, đừng có để cho tao được thoát. Nếu không nhất định tao sẽ tìm mày để trả thù. Mau dẫn về tổng bộ. Xoay người trở lại xe. Bảo bối nhất định là đã bị dọa rồi, nhưng anh cũng đã quên bối Thiên Ân từng là sát thủ, cho nên những chuyện như vậy quá là bình thường đi. Suốt quá trình nãy giờ cô quan sát rất kỹ, cô biết anh sẽ không sao, cho nên ngồi yên trên xe nhìn đám người giải quyết nhau. Thật ra Tề Lăng Hạo muốn trừ đi mối đe dọa là Tần Nhạn, để cho hắn tồn tại càng lâu, bảo bối của anh sẽ càng không được an toàn. Cho nên anh đã lợi dụng sự lơ là của Tần Nhạn, đã sai Chu Mẫn Mẫn sang Ý đánh úp vào tổng bộ của Tần gia. Tổng bộ của Tần gia do cái chết của Tần Dịch cho nên nội bộ đã có lục đục, nên lúc Tần Nhạn vừa nhận được chức đầu lĩnh nội bộ của Tần gia vẫn chưa đi vào quỹ đạo, lại thêm Tần Nhạn không có ở đó, việc đánh đổ tổng bộ của Tần gia liền trở nên dễ dàng.
Lần này anh đã sai Chu Mẫn Mẫn làm nhiệm vụ này để tránh cho Tần Nhạn nghi ngờ. Bởi vì Chu Mẫn Mẫn không phải là tứ đại đường chủ của Thiên La, cho nên Tần Nhạn nhìn thấy tứ đại đường chủ của Thương La vẫn còn đang đủ tại thành phố Y. Hắn lại càng lơ là việc của tổng bộ. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, anh cũng đã yên tâm phần nào. Bảo bối, mau dậy đi. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, mau dậy đi nào, nhanh lên. Một tháng trước, Tề Lăng Hạo đã cậu hôn Bối Thiên Ân. Hôm nay chính là ngày cưới của hai người bọn họ, Tề Lão Gia cùng với phu nhân của mình. Khi nhận được thông báo đứa con trai của mình sẽ kết hôn thì liền nhanh chóng bay về. Nhìn thấy đứa con dâu này, ông bà cực kỳ ưng ý. Dù không ưng ý thì ông bà cũng không đồng ý được hay sao chứ. Hôn lễ đã nhanh chóng diễn ra tại khách sạn Giờ Oan, tại khách sạn lớn nhất thành phố Y. Khách khứa hôm nay đều tới dự đều là những người tai to mặt lớn của hai giới Hắc Bạch. Hạ Trấn cùng Hạ Phu Nhân và con gái của mình đến nơi, nhìn thấy Tề Lão Gia và Phu Nhân đang đón khách thì bước tới chào hỏi. Tề Tổng, chúc mừng ông có con dâu nha. Ông tìm mọi cách để tạo mối quan hệ với bọn họ, nên ông cũng không vì chuyện không gả được con gái cho Tề Lăng Hạo mà làm mất hòa khí giữa hai bên. Hai người nhìn thấy những người khách khác thì cũng nhanh chóng đi tới chào hỏi để cho phu nhân của mình nói chuyện với những phu nhân khác. Tề Hùng mặc dù đã rút lui khỏi giới thương nhân, nhưng quan hệ của ông vẫn còn rất tốt. Hạ Phu Nhân lại không cam lòng nhìn con rùa vàng bị tuột mất, nhìn sang Tề Phu Nhân và nói: Tề Phu Nhân, cô con dâu này của bà không biết là tiểu thư của gia đình danh giá nào vậy? Hạ Phu Nhân, con dâu của tôi xuất thân cũng bình thường thôi, nhưng lại rất xinh đẹp, còn rất nghe lời nữa. Tôi rất chi là thích cô con dâu này. Bà làm sao mà không nhìn ra định ý của bà ta chứ? Tề Phu Nhân, như vậy sau có xứng đáng làm chủ nhân của Tề gia hay không chứ? Bà không sợ cô ta vì tiền của bà hay sao? Bà ta sao có thể không để ý? Lăng Hạo thấy xứng là được rồi. Hạ Phu Nhân, bà cùng với Hạ tiểu thư cứ tự nhiên, tôi sang đây một lát. Nói xong liền xoay người rời đi. Con dâu của bà, tất nhiên bà đã cho người điều tra. Nhìn kết quả bà rất ưng ý, bởi bà cũng đã từng là sát thủ, cho nên mới gặp được chồng của bà bây giờ. Cho nên bà cũng rất thích cô con dâu này. Hôn lễ của hai người được diễn ra trong sự hâm mộ và chúc phúc của mọi người. Cũng phải thôi, ai mà dám không chúc phúc cơ chứ, nếu như người đó đã cảm thấy sống quá đủ. Đưa Bối Thiên Ân về phòng, anh đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Tề Lăng Hạo ôm Bối Thiên Ân vào nhà vệ sinh. Bảo bối, để anh giúp em tắm. Không đợi cho cô phản ứng, đã bị anh lôi vào nhà vệ sinh. Không lâu sau đó, trong nhà tắm chuyển ra những tiếng động, tiếng thở dốc của hai người. Ở một nơi khác thì không khí lại có chút đau lòng. Lãnh Giật sau khi nhìn thấy Chu Mẫn Mẫn trong tiệc cưới của Tề Lăng Hạo, rất muốn liền chạy tới bắt cô đi, nhưng lại phải kiềm chế lại. Đợi đến khi tiệc vừa kết thúc, cậu liền kéo cô tới đây. Lãnh Giật, anh kéo tôi tới đây làm gì? Cô không thể tiếp tục dây dưa với anh, cô không muốn yêu anh. Tại sao lại trốn tránh tôi chứ? Cô biết không, anh đã tìm kiếm cô cực khổ như thế nào. Tôi không có trốn tránh anh, tôi chỉ là... Rõ ràng là em trốn tránh tôi. Không để cho cô nói hết, cậu lớn tiếng cắt ngang lời cô. Tại sao tôi lại phải trốn tránh anh chứ? Về chuyện đêm đó sao? Anh đừng lo, chúng ta đều là người lớn, chuyện như vậy có ảnh hưởng gì tới tôi đâu. Làm ơn đi, cứ như vậy cô sẽ chết mất. Em thực sự nghĩ như vậy hay sao? Đúng vậy. Được, vậy em đừng để tôi gặp lại em nữa. Để tôi gặp lại em sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đã không đi thật xa. Nói xong, cô không nhìn tới cô, liền xoay người bỏ đi. Cậu nhất định sẽ khiến cho hai người gặp lại. Nhưng cách gặp lại đó khiến cho cậu nhận ra cậu lại càng yêu cô. Phó Kỳ, tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào? Cậu đã âm thầm điều tra Thẩm An An và biết được một sự thật. Cậu không ngờ được người mà họ tìm kiếm lại luôn ở bên cạnh họ. Nói một lần đi. Cậu thực sự không có tâm trạng để ý tới nhiều chuyện như vậy. Thời gian qua, cậu tiếp xúc với Thẩm An An, tình cảm cậu dành cho cô càng ngày càng nhiều. Cậu thực sự có lỗi với Tiểu An. Cậu đã hứa sẽ không quên cô, giờ thì sao chứ? Cậu lại vì người con gái có cái tên giống cô rồi quên cô. Thẩm An An chính là Tiểu An, nhưng hôm nay cô ấy và Hy Lam đã lên máy bay cùng với Trương Gia Nhi sang Ý. Nghe xong tin tức, Phó Kỳ không nói lời nào liền chạy nhanh ra ngoài. Cậu nhất định phải tìm được cô ấy
cậu đã tìm cô lâu như vậy, bây giờ tìm được lại để cho cô chạy mất. Phó Kỳ, cậu như vậy liệt bỏ tôi lại sao? Bên Ý cũng có bảo bối của cậu nha. Trác Hiền cũng nhanh chóng chạy theo Phó Kỳ. Cậu không thể để cho tên đàn ông khác lợi dụng cơ hội không có ai bên cạnh mà tới gần được cô. Còn Chu Y Vũ vẫn ngồi im một chỗ. Thời gian qua, Trương Gia Nhi tìm mọi cách để cậu yêu cô, nhưng nhiều lần cậu để bỏ mặc cô. Bây giờ cô không quấn lấy, cậu phải vui mới đúng chứ. Sau khi tiệc cưới của Bối Thiên Ân kết thúc, bọn họ liền đi tới đây, bởi vì họ không muốn đau lòng nữa, nên dừng lại đúng lúc một chút để hai bên không còn vướng bận. Nhưng có lẽ người đau lòng nhất vẫn là An An. An An, chúng ta đã đến rồi đây, mau vui vẻ lên nào. Thẩm An An biết Phó Kỳ đã có người ở trong lòng, anh ta cũng không muốn quên cô đi, cho nên cô sẽ chọn quên anh. Hai cậu không cần lo, mình không nhớ anh ta nữa. Vừa nói xong thì có một giọng nói vang lên sau lưng của ba người, khiến cho ba người đồng thời quay lại. Tốt nhất là không được nhớ tới ai ngoài anh. Bước chân thẳng tới, ôm chậm lấy Thẩm An An vào trong lòng. An An, đừng rời khỏi anh nữa, có được hay không? Phó Kỳ, sao anh lại ở đây? Cô cố gắng chạy đến đây để có thể quên được anh, bây giờ anh lại ở đây. Đến đây là tìm các người, cứ nhiên là chạy tới đây, các người chỉ nghĩ đến các người thôi hay sao? Đi đến bên cạnh Hy Lam. Tiểu Lam, em thực sự đáng ghét, cứ nhiên cả anh mà cũng giấu. Đưa tay ôm lấy anh. Không có nha, em chỉ là muốn xem anh có yêu em nhiều hay không thôi. An An, về với anh có được hay không? Hôn lên môi của cô, liền buông cô ra, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn. An An, làm vợ của anh chứ? Thẩm An An thực sự không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy. An An, nếu như em còn không đồng ý, anh ta sẽ rút lại đó. Trương Dài Nhi lên tiếng tốt bụng, kéo cô về thực tại. Không được rút lại. Đưa tay ra cho anh ta đeo nhẫn vào. Trác Hiên đưa tay nắm lấy tay của cô, đeo vào tay của cô một chiếc nhẫn. Hy Lam, chúng ta cũng cưới đi. Trác Hiên, anh vẫn còn chưa cầu hôn em. Như vậy liền đã muốn cưới cô hay sao chứ? Em đã đeo nhẫn của anh rồi, không được rút lại nữa. Rồi ôm chậm lấy cô. Hy Lam, làm vợ của anh chứ? Nhìn hai người bọn họ hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc theo. Cô nhất định là sẽ quên anh. Tại thành phố S, đám cưới của hai vị đường chủ Thiên La cùng diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Như vậy cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Từ lúc hôn lễ bắt đầu diễn ra cho tới khi kết thúc, Lãnh Dật luôn cố gắng tìm kiếm Chu Mẫn Mẫn, nhưng cô hình như không có tham dự. Sau khi hôn lễ kết thúc, cậu phải đi tìm chị dâu nhỏ để giúp đỡ. Chỉ có chị dâu nhỏ mới có thể giúp cậu. Chu Y Vũ từ đầu tới cuối cũng không rời mắt khỏi Trương Giai Nhi. Nhìn thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với những người đàn ông khác lại khiến cho cậu khó chịu. Tại sao lại như vậy chứ? Sáng hôm sau tại Tề gia. Thiên Thiên, như vậy tớ sẽ là mẹ nuôi của đứa nhỏ hả? Cả tớ nữa, tớ cũng muốn. Thẩm An An với Trương Giai Nhi ngay Hìm Làm nói muốn là mẹ nuôi của đứa nhỏ trong bụng cô thì cũng nhào nhào muốn làm. Được rồi, tất cả đều là mẹ của con mình. Cô cũng chịu thua bọn họ, đã có chồng cả rồi mà cứ muốn làm mẹ con cố. Tin tới thời điểm này, cô cũng đã có thai được một tháng, cho nên trong bụng cô vẫn như cũ. Gia Nhi, sau khi sang đó, nhớ thỉnh thoảng về đây thăm tụi này nhá. Thẩm An An không muốn đi xa cô. An An, yên tâm đi, con của mình ở đây mà. Gia Nhi, cô định đi đâu? Chu Y Vũ nghe nói cô muốn đi, liền chạy tới trước mặt của cô, tức giận mà hỏi. Cô lại muốn đi? Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất lâu, cậu biết cậu đã yêu cô. Cậu không để cho mình giống như Lãnh Giật mà mất đi rồi mới nhau nhau đi tìm. Tôi đi đâu thì có liên quan gì tới anh? Cô phải cứng rắn lên, như vậy mới có thể quên anh được. Tôi không cho phép em đi. Giai Nhi, đừng đi được hay không? Anh biết, anh thực sự rất yêu em. Cậu thực sự rất yêu cô, cậu sẽ không để cho cô đi. Uy Vũ, anh có biết là anh nó nói gì hay không? Cô là đang nghe nhầm hay sao chứ? Đám người Bối Thiên Thiên biết điều cho nên đã rút ra khỏi phòng từ lâu, còn tốt bụng giúp bọn họ đóng cửa lại. Giai Nhi, anh biết anh đã sai rồi, bây giờ anh sẽ không để sai lầm đó tái diễn nữa. Giai Nhi, đừng rời xa anh nữa có được hay không? Cuối cùng thì cô cũng chờ được anh yêu cô. Trương Giai Nhi cảm động ôm lại anh, cô thực sự không nghĩ tới anh cũng sẽ yêu cô. Uy Vũ, em cũng yêu anh.
Nghe cô nói yêu mình, mặc dù không phải là lần đầu, nhưng anh nghe rất thích. Cúi người liền hôn trên môi của cô, một nụ hôn dịu dàng cuồng nhiệt. Lãnh Giật, cậu tìm tôi cũng vô ích thôi, tôi thực sự không biết chị ấy đã đi đâu. Sau khi dự đám cưới của tôi xong, tôi cũng không có cơ hội nhìn thấy chị ấy nữa. Hay là anh đi tìm Hạo xem sao? Hạo có thể giúp được nha. Chị dâu nhỏ, chị giúp tôi hỏi lão đại có được hay không? Cậu không dám tìm lão đại, như vậy sẽ không hay lắm. Thôi được rồi, nhưng phải nói cho tôi biết anh và Mẫn Mẫn đã xảy ra chuyện gì. Khiến cho Mẫn Mẫn bỏ đi, như vậy hẳn là chuyện không nhỏ. Lãnh Giận nhìn cô, từ từ kể lại mọi chuyện. Bối Thiên Ân nghe xong hết sức tức giận. Cậu dám đối xử với Mẫn Mẫn như vậy hay sao? Lãnh Giật, tôi không muốn giúp anh nữa. Tôi không muốn Mẫn Mẫn lại bị tổn thương. Chị dâu nhỏ, tôi thực sự rất yêu cô ấy. Vậy tại sao lúc đầu lại để chị ấy đi? HPT Channel không nhận được đáp án, quay lại nhìn cậu, thấy được vẻ khổ sở trong mắt. Cô thực sự không đành lòng, để lại một chữ rồi đi lên lầu. Paris. Được được, tôi sẽ không làm chị thất vọng. Rồi nhanh chóng chạy đi. Tại Paris. Mẫn Mẫn, đợi anh. Sau khi biết được cô đang ở đây, cậu đã nhanh chóng điều tra ra được nơi ở của cô. Đứng trước cửa phòng của cô, đưa tay mà nhấn chuông. Chú Mẫn Mẫn đang nấu ăn ở trong nhà, nghe tiếng chuông cửa, liền đi ra mở cửa. Ai vậy? Tới liền đây. Ai lại tìm cô vào giờ này chứ? Bình thường đâu có. Nhanh chóng mở cửa, liền nhìn thấy trước mặt người mà mình luôn nhớ nhung. Nhưng mà sao anh lại ở đây chứ? Không mời anh vào nhà hay sao? Nhìn cô hình như hơi tròn thì phải, không đợi cô phản ứng, liền trực tiếp đi vào. Anh... sao anh lại ở đây? Đưa tay ôm lấy cô. Mẫn Mẫn, trở về nhà được không? Anh rất nhớ em. Đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm cô thật chặt. Lãnh Giật, chúng ta không thể. Mẫn Mẫn, em đã quên lời anh nói rồi hay sao? Nếu như để anh thấy được em, thì em sẽ phải chịu hậu quả. Đó là quay về sống bên anh. Mẫn Mẫn, anh yêu em. Đừng sai anh nữa có được hay không? Anh biết, lúc trước anh đã sai. Bây giờ anh không muốn lại mất em nữa. Lãnh Giật, chúng ta... Mẫn Mẫn, hãy tha lỗi cho anh đi mà. Anh biết lỗi rồi. Sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Sẽ là một người chồng ngoan, có được hay không? Không để cho cô nói hết, liền tuôn một tràng, khiến cho chú Mẫn Mẫn bật cười. Nhìn thấy được cô cười, cậu càng ôm chặt lấy cô. Mẫn Mẫn, tha thứ cho anh đi mà. Cô thực sự không thể cưỡng lại được người đàn ông này nha. Được. Nghe được câu trả lời của cô, vui mừng nhất thời bỗng bế bổng cô lên xoay tròn. Chú Mẫn Mẫn giật mình hoảng hốt. Giật giật, thả em xuống đi, như vậy nguy hiểm lắm, sẽ ảnh hưởng tới con. Mẫn Mẫn, em nói anh sắp làm ba hay sao chứ? Để cô xuống, tự mình nhảy cẫng lên. Anh sắp làm ba sao? Mẫn Mẫn, là vợ anh nhá. Nắm lấy tay của cô, đeo vào tay của cô một chiếc nhẫn anh đã mua từ rất lâu, chỉ để đeo vào tay cô mà thôi. Cô đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đã nghe được, liền nhanh chóng trả lời. Em đồng ý. Lãnh Giật đặt trên môi của cô một nụ hôn, mang theo sự dịu dàng cuồng nhiệt nhớ nhung. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Sủng Vợ Đại Lãnh Tổng qua sự thể hiện của Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.